Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 29. Nửa đường chặn đánh. Lúc này, Dương Thanh và Mã Siêu đã rời khỏi nhà họ Diệp. Mã Siêu vừa lái xe vừa châm chọc nói, chỉ một nhà họ Diệp nhỏ bé cũng muốn nhốt anh Thanh lại, đúng là không sợ chết. Anh Thanh, bây giờ cũng coi như hoàn toàn nắm vững tập đoàn Nhãn Thanh rồi. Tiếp theo anh định làm gì? Mã Siêu bỗng hỏi. Dương Thanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi chợt mở choàng mắt, ánh mắt hơi mơ hồ. Đây là một vấn đề rất đáng suy ngẫm. Lúc trước khi còn ở biên giới phía Bắc, anh chỉ nghĩ đợi chiến tranh kết thúc sẽ xuất ngũ về quê, bù đắp cho Tần Thanh Tâm những thiệt thòi cô phải chịu trong những năm qua. Nào ngờ sau khi Dương Thanh trở lại Giang Hải lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Từ 4 gia tộc hàng đầu Giang Hải, đến 3 nhà giàu quyền thế nhất tỉnh Lỵ, bây giờ lại tới 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Anh vẫn luôn đánh đâu thắng đó, không hề có chút thách thức nào. Tập đoàn Nhãn Thanh anh luôn canh cánh trong lòng, giờ cũng đã diệt trừ toàn bộ thế lực của gia tộc Vũ Văn trong đó, nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối. Về phần dự định tiếp theo, quả thực vẫn chưa nghĩ tới. Có lẽ đã đến lúc đưa Tâm và Tiêu Tiêu đi du lịch vòng quanh thế giới, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc rồi. Sau một hồi suy tư, Dương Thanh bỗng nhiên cười nói. Nghe vậy, Mã Siêu trêu chọc, anh Thanh đừng quên dẫn em và Ngải Lâm theo đấy nhé. Xem ra tình cảm của hai người rất thuận lợi, bây giờ không thèm gọi chị Lâm nữa rồi, Dương Thanh trêu lại. Mã Siêu xấu hổ cười nói, chẳng phải đã đến bước cưới hỏi rồi sao? Nếu cứ gọi chị Lâm thì không ổn lắm, hai anh em nói chuyện phiếm suốt dọc đường trở về khách sạn Yến Đô. Kít! Đột nhiên, Mã Siêu phanh gấp lại, đồng thời hét lớn, anh Thanh cẩn thận. Lốp xe ma sát trên mặt đất tạo thành tiếng động chói tai. Chiếc xe lao vút tới vòng qua chiếc xe Việt dã Hammer màu đen bất chợt chặn đường họ. Xe của hai người vững vàng đỗ lại bên lề đường. Xem ra lại có kẻ đâm đầu vào chỗ chết rồi. Mã Siêu nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên ngoài cửa sổ, xa sầm mặt nói. Bên cạnh ông ta là chiếc xe Việt dã Hammer màu đen. Vừa rồi, chính chiếc xe này đột nhiên lao tới. Nếu không nhờ Mã Siêu phản xạ nhanh nhạy, chỉ sợ hai xe đã tông vào nhau. Một bên là xe Việt dã Hammer hạng nặng, một bên là Maybach. Nếu tông vào nhau sẽ chỉ có người trong chiếc Maybach bị thương. Dương Thanh cũng nhìn thấy bóng người cạnh chiếc Hammer kia, híp mắt nói, Hiệp hội Võ Thuật. Anh đã từng tiếp xúc với người của Hiệp hội Võ Thuật, bọn họ đều có đồng phục võ y hệt, giống như sợ người ta không biết họ đến từ Hiệp hội Võ Thuật. Hiệp hội Võ Thuật, tới báo thù sao? Mã Siêu cảnh giác nhìn người trung niên kia. Anh ta cảm thấy áp lực rất lớn tỏa ra từ người ông ta. Người này rất mạnh, trừ khi cậu có thể huy động toàn bộ sức lực, nếu không có lẽ sẽ bị đánh bại. Dương Thanh chỉ cần nhìn qua một cái là đánh giá được thực lực của đối phương ở cấp độ nào. Cao thủ cấp bậc như Dương Thanh có thể nhìn ra được cấp bậc của đối phương chỉ dựa vào khí thế trên người họ. Nghe vậy, Mã Siêu nở nụ cười nham hiểm, có lẽ em có thể mượn sức ông ta để vượt qua cực hạn của chính mình. Dứt lời, anh ta mở cửa xe bước xuống. Dương Thanh bình tĩnh ngồi lại trong xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bình thường, anh sẽ không bao giờ nhúng tay vào trận chiến của anh em. Ngoại trừ lúc nguy hiểm đến tính mạng, nếu không anh rất ít khi ra tay. Ông là người nào trong Hiệp hội Võ Thuật? Mã Siêu đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, lạnh giọng hỏi. Ông ta không thèm nhìn Mã Siêu mà nhìn thẳng về phía chiếc Maybach màu đen phía sau. Lạnh lùng lên tiếng, Dương Thanh, mau cút ra đây chịu chết đi. Chiến thôi. Cao thủ của Hiệp hội Võ Thuật hoàn toàn không coi Mã Siêu ra gì, lớn tiếng tuyên bố Dương Thanh đi ra chịu chết. Sự khiêu khích này chẳng hề đả động gì tới Dương Thanh. Sắc mặt Mã Siêu âm trầm đến đáng sợ, không ngờ mình lại bị xem thường. Một kẻ vô dụng đến cả tên cũng không dám nói còn chưa đủ tư cách để anh Thanh phải ra tay. Mã Siêu nhếch mép. Trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Dứt lời, anh ta lao vút đi. Tiếng động rung trời chuyển đất, mặt đường dưới chân anh ta bị lõm xuống một dấu chân rất lớn. Vừa rồi Dương Thanh đã nói, trừ khi Mã Siêu phải bộc phát toàn bộ sức lực, nếu không rất có khả năng sẽ bại trận. Vậy thì anh ta cũng không cần giấu giếm thực lực nữa, dùng hết toàn lực ngay từ lúc bắt đầu. Dầm. Giây tiếp theo. Mã Siêu như một tia chớp thoát cái xuất hiện trước mặt cao thủ của Hiệp hội Võ Thuật, không hề có động tác nào hoa mỹ, chỉ đơn giản tung nắm đấm ra. Nắm đấm này vô cùng mạnh mẽ,
khiến sắc mặt của cao thủ hiệp hội võ thuật tái mét, vội vàng đưa tay ra đỡ. Đồng thời, ông ta cũng dùng sức đạp mạnh chân, cơ thể lùi mạnh về phía sau. Nắm đấm của Mã Siêu đập xuống cánh tay của đối phương. Nắm đấm mạnh mẽ như vậy lại bị đối phương lùi về sau hóa giải phần lớn sức mạnh. Dù vậy, nắm đấm này cũng khiến cao thủ của hiệp hội võ thuật cảm thấy kinh hãi. Bây giờ tôi đã đủ tư cách khiến ông để mắt tới chưa? Mã Siêu không thừa cơ tấn công, đánh xong một đòn liền đứng im tại chỗ, kiêu ngạo hỏi. Bề ngoài anh ta tỏ ra rất bình tĩnh nhưng nội tâm lại chấn động tột độ. Từ sau khi rời khỏi biên giới phía Bắc, lần đầu tiên anh ta gặp phải cao thủ lợi hại như vậy. Phản ứng nhạy bén của đối phương khi bị anh ta tấn công khiến anh ta cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù đối phương bị một đấm của anh ta đánh lui mấy bước nhưng vẫn không thể phủ nhận ông ta rất mạnh. Cùng lúc đó, cao thủ của Hiệp hội Võ thuật cũng đang hãi hùng. Ông ta là cao thủ xếp thứ 8 trong Hiệp hội Võ thuật, hầu như chưa từng gặp phải đối thủ khó nhằn. Vậy mà chàng trai trẻ trước mặt lại khiến ông ta cảm thấy áp lực đè nặng. Nhóc con, mày rất mạnh, đáng để Lữ Mông tao phải để mắt tới. Nhưng mày vẫn không phải là đối thủ của tao. Lữ Mông coi việc tự giới thiệu tên tuổi là sự tôn trọng dành cho kẻ mạnh. Lúc nghe thấy cái tên này, ánh mắt Mã Siêu lóe lên tia kinh ngạc. Sau khi được Dương Thanh phái tới Yến Đô, anh ta không chỉ biết mỗi theo đuổi Ngải Lâm, cũng tìm hiểu rõ ràng về cao thủ bản địa ở Yến Đô. Lữ Mông là cao thủ xếp thứ 8 của Hiệp hội Võ thuật. Ông ta là người khiêm tốn nhất trong Hiệp hội Võ thuật. Mặc dù ông ta chỉ xếp thứ 8 nhưng nghe nói sức chiến đấu thực sự của ông ta có thể đứng trong top 5 của Hiệp hội. Chỉ vì ông ta làm việc khiêm tốn, không tranh giành với ai nên xếp hạng chưa từng thay đổi trong suốt 10 năm gần đây. Điều khiến Mã Siêu kinh ngạc không phải là địa vị của Lữ Mông trong Hiệp hội Võ thuật mà là thực lực mạnh như vậy mới chỉ xếp thứ 8. Cho dù ông ta đủ sức đứng trong top 5 thì 4 người xếp trước sẽ còn mạnh tới mức nào. Lần đầu tiên Mã Siêu nảy sinh hứng thú với Hiệp hội Võ thuật. Chúng ta vẫn chưa thực sự đấu, sao ông dám tin chắc tôi không phải đối thủ của ông? Ý chí chiến đấu sôi sục khiến Mã Siêu cảm thấy chờ mong được đột phá cực hạn của chính mình. Vậy thì chiến thôi. Lữ Mông bình tĩnh nói. Dứt lời, trên người ông ta tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Giờ phút này, Mã Siêu chợt cảm thấy ngạt thở. Mùi máu tanh trên người Lữ Mông không hề thua kém với người có nhiều năm chinh chiến xa trường như anh ta. Nếu không giết quá nhiều người sẽ không thể tôi luyện được khí thế như vậy. Mã Siêu và Dương Thanh giết người vì bảo vệ quốc gia. Ở trên chiến trường nếu họ không giết địch, kẻ địch sẽ giết lại họ. Thế nhưng Lữ Mông chỉ là cao thủ xếp thứ 8 trong một thế lực tư nhân lại có được mùi máu tanh nồng đậm như vậy, rốt cuộc ông ta đã giết những ai? Cơn tức giận long trời lở đất bùng nổ trong người Mã Siêu. Tôi không giết được ông, thề không làm người. Mã Siêu bỗng nhiên giận dữ hét lớn. Nói xong, anh biến mất tại chỗ, nháy mắt vọt thẳng tới Lữ Mông. Cùng lúc đó, Lữ Mông cũng di chuyển, tốc độ cực nhanh. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Lữ Mông nhanh như tia chớp. Khi thấy còn cách Mã Siêu chừng 5-6 mét, ông ta đột nhiên đạp xuống đất, cả người bay vút lên không trung. Sau đó đá một cú trời giáng về phía đầu Mã Siêu. Mã Siêu bắt buộc phải từ bỏ tấn công, vội vàng vươn tay ra đỡ. Trận chiến điên cuồng rầm. Tiếng va chạm thật lớn vang lên. Hai chân Mã Siêu trượt dài mấy mét trên mặt đất. Mã Siêu chỉ cảm thấy cánh tay như sắp đứa lìa. Nếu vừa rồi anh ta bị đá vào đầu, dù may mắn thoát chết cũng sẽ bị mất sức chiến đấu trong một thời gian ngắn. Lữ Mông không hề cho anh ta cơ hội đánh trả. Sau đòn tấn công thất bại đầu tiên, ông ta lập tức tấn công tiếp. Không gian xung quanh chấn động, nắm đấm của Lữ Mông xé gió mà tới. Mã Siêu chưa kịp đứng vững đã bị Lữ Mông tấn công, làm sao có thể né tránh nổi. Trong lúc hoảng loạn, Mã Siêu chỉ có thể tung đấm nghênh chiến. Hai nắm đấm va chạm vào nhau, sức mạnh hai bên như cơn sóng lớn dội ngược về cánh tay của cả hai. Giây tiếp theo, một bóng người bị đẩy lùi 7-8 bước. Lại là Mã Siêu. Hiện giờ sắc mặt Mã Siêu trắng bệch, cổ họng chớm mùi tanh, dạ dày nhộn nhạo. Chỉ với mấy đòn ngắn ngủi, Mã Siêu đã bị thương. Chứng tỏ thực lực của Lữ Mông khủng bố cỡ nào. Tao không biết Dương Thanh hứa hẹn gì với mày để mày trung thành với cậu ta như vậy. Nể tình mày còn trẻ đã có được thực lực hơn người, tao sẽ tặng mày một cơ hội.
Lữ Mông bình tĩnh nói, chỉ cần gia nhập hiệp hội võ thuật, mày sẽ trở thành ông chín. Ông ta cũng không thừa thắng xông lên mà lại dụ dỗ Mã Siêu về phe mình. Thực lực của Mã Siêu đã vượt qua Ngưu Căn Huy bị Dương Thanh giết ở hội võ Giang Bình, đương nhiên có tư cách thay thế ông ta. Mã Siêu lau vết máu ở khóe miệng, trên mặt không hề e sợ, châm chọc nói, có qua có lại. Ông cho tôi một cơ hội, tôi cũng cho ông một cơ hội. Lữ Mông khẽ cau mày, lời nói và giọng điệu của Mã Siêu khiến ông ta rất khó chịu. Nếu ông chịu đi theo anh Thanh, tôi sẽ không giết ông. Mã Siêu híp mắt lại, sát khí bắn ra ngoài. Mày chán sống. Lữ Mông giận dữ quát. Nhưng ông ta còn chưa ra tay, Mã Siêu nhìn như đã bị thương nặng lại xông lên trước. Ầm ầm ầm. Hai người lại lao vào cuộc chiến. Lữ Mông bàng hoàng phát hiện, mặc dù khí thế của Mã Siêu không bằng mình nhưng sức chiến đấu của Mã Siêu lại mạnh đến đáng sợ. Dương Thanh vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe rốt cuộc cũng chịu mở mắt, bình tĩnh nhìn hai người đang đánh nhau ở bên ngoài. Anh em của tôi sao có thể nhìn nhận theo lẽ thường được? Cậu ấy sẽ chỉ càng đánh càng mạnh, số người mạnh hơn chết trong tay cậu ấy đã sớm vượt qua 10 đầu ngón tay rồi. Còn ông sẽ trở thành hòn đá kê chân để cậu ấy vượt qua cực hạn. Dương Thanh nhủ thầm, gương mặt tràn đầy tự tin. Lữ Mông đang đánh với Mã Siêu cũng ngày càng giật mình kinh hãi. Chỉ trong vài phút giao chiến, rõ ràng ông ta vốn đang chiếm ưu thế nhưng mỗi lần sắp giành được chiến thắng, Mã Siêu lại có thể đánh trả, sức chiến đấu không ngừng tăng lên. Ông ta chợt có ảo giác, dù ông ta có mạnh hơn nữa Mã Siêu vẫn có thể đánh lại. Uỳnh! Lại là một đòn tấn công nặng nề. Mã Siêu lùi lại 5-6 bước liên tục. Ngay sau đó, anh ta lại như không có chuyện gì, tiếp tục tấn công Lữ Mông. Đồng thời, lực lực của anh ta ngày càng mạnh thêm. Rốt cuộc cậu là ai? Lữ Mông bắt đầu thấy sai sai. Một cao thủ trẻ tuổi như Mã Siêu đã khiến ông ta cảm thấy khó tin. Vậy mà bây giờ đối phương còn thể hiện ra thực lực kinh người như vậy. Càng đánh càng mạnh, đây là chiến sĩ trời sinh. Tương lai của người này không thể đoán trước, ông không cần biết tôi là ai. Chỉ cần nhớ người giết ông tên là Mã Siêu. Mã Siêu mỉa mai nói, dựa vào ông mà đòi giết anh Thanh sao? Còn lâu mới xứng, dứt lời, khí thế trên người anh ta cuồn cuộn tuôn ra, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng về phía Lữ Mông. Chết đi! Mã Siêu điên cuồng gào thét, toàn thân dồn sức tung ra một cú đấm. Lữ Mông đang cực kỳ hoảng hốt, Mã Siêu đột nhiên thể hiện ra thực lực kinh khủng như vậy khiến ông ta cảm thấy bị uy hiếp. Lữ Mông cố gắng tránh né, nhưng nắm đấm của Mã Siêu như mọc thêm mắt, theo sát hướng tránh né của ông ta. Bịch! Cú đấm nện vào giữa lồng ngực của Lữ Mông. Ngay sau đó, cơ thể ông ta bị đánh bay ra ngoài. Tai họa của nhà họ Diệp. Lữ Mông phun ra một ngụm máu, mặt mũi trắng bệch. Ông ta chỉ thấy ruột gan mình như đảo lộn. Lúc chiến với Mã Siêu, dù Mã Siêu chịu đánh nhiều hơn nhưng một đấm cuối cùng của Mã Siêu quá mạnh. Vượt qua cả tổn thương ông ta gây ra cho Mã Siêu. Muốn tôi gia nhập hiệp hội võ thuật sao? Còn muốn ban cơ hội cho tôi? Ông xứng sao? Mã Siêu bước từng bước về phía Lữ Mông, mỗi bước lại chất vấn một câu. Ba câu hỏi liên tiếp khiến mặt Lữ Mông tái mét, giống như bị vả mặt. Mã Siêu chịu nhiều đòn tấn công mạnh như vậy vẫn có thể mạnh hơn, nhưng ông ta thì không. Một đấm của Mã Siêu có thể khiến ông ta bị thương nặng. Thực lực giảm không phanh. Ông ta biết rõ bản thân đã bại trận, nếu còn đấu tiếp chỉ sợ sẽ phải bỏ mạng ở đây. Mã Siêu đã mạnh như vậy, trong xe còn Dương Thanh vẫn chưa ra tay. Lữ Mông chợt có một suy nghĩ khiến ông ta cực kỳ kinh hãi. Mã Siêu đã mạnh đến thế này, Dương Thanh là người được Mã Siêu đi theo, rốt cuộc Dương Thanh mạnh tới mức nào? Cậu ta không chịu ra mặt là vì khinh thường đấu với mình sao? Ông ta nắm rõ tư liệu về Dương Thanh như lòng bàn tay, nhưng giờ đây chợt phát hiện đây chỉ là bề nổi. Ông ta là cao thủ xếp thứ 8 của Hiệp hội Võ thuật lại không địch lại nổi đàn em của Dương Thanh, sao có thể giết được Dương Thanh? Nghĩ vậy, ông ta không hề do dự vội vàng quay người chạy trối chết. Dám đắc tội Hiệp hội Võ thuật, các người có chạy trốn tới chân trời góc bể cũng chỉ có một con đường chết. Trước khi chạy trốn, Lữ Mông không quên dọa dẫm một câu. Nhưng ông ta đã muốn giết Dương Thanh, sao anh có thể bỏ qua được? Mã Siêu đang định chạy theo, một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên, không cần đuổi nữa. Phụt!
audio điện tử Võ Tấn Bền. Mã Siêu chưa kịp phản ứng lại, Lữ Mông đã phi nước đại mấy chục mét như bất ngờ trúng đạn, quán tính xông lên trên mấy bước rồi ngã rầm xuống đất. Rõ ràng Lữ Mông đã chết. Mã Siêu ngây người một lát mới lắc đầu cười khổ, rốt cuộc anh Thanh mạnh tới mức nào. Đến cả anh ta cũng không biết rõ. Chỉ cảm thấy rất sốc, cao thủ mình liều mạng mới miễn cưỡng đánh bại được, Dương Thanh không cần xuống xe, búng tay một cái đã khiến Lữ Mông cách xa mấy chục mét như trúng đạn mà chết. Trong một căn biệt thự xa hoa của nhà họ Diệp ở Yến Đô. Diệp Vô Song đi đi lại lại trong phòng, từ lúc Dương Thanh rời đi đã được 2 tiếng, theo lý mà nói, có lẽ Lữ Mông đã giết được Dương Thanh. Thế nhưng vẫn chưa có tin tức gì truyền tới, anh ta không dám liên lạc với Lữ Mông. Chắc là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu nhỉ. Diệp Vô Song lẩm bẩm. Ý nghĩ này vừa nảy ra, anh ta đã bật cười lắc đầu, cậu ta có mạnh cỡ nào cũng đâu thể là đối thủ của ông Tám đến từ Hiệp hội Võ Thuật. Từng giây từng phút trôi qua nhưng anh ta vẫn chưa nhận được tin tức Dương Thanh bị giết. Đúng lúc này, ầm một tiếng, cửa biệt thự đột nhiên bị đẩy ra, người giúp việc sợ xanh mặt chạy vọt vào. Thứ khốn kiếp, ai cho mày chạy vào đây? Diệp Vô Song vừa bị dọa sợ, lập tức nổi giận quát. Người giúp việc hoảng sợ nói, cậu Song, chết rồi. Người kia chết rồi, chết rồi. Nghe vậy, nỗi thấp thỏm trong lòng Diệp Vô Song tan biến. Anh ta không nhịn được cười phá lên, ha ha, chết rồi, cuối cùng Dương Thanh cũng chết rồi. Diệp Thương bị tước quyền kế thừa vị trí chủ gia tộc, không còn địa vị gì nữa. Bây giờ Dương Thanh bị giết, Diệp Mạn cũng thất thế. Sau này nhà họ Diệp chỉ còn mình mới có tư cách trở thành chủ gia tộc đời kế tiếp. Các người có tư cách đấu với tôi sao? Diệp Vô Song bung lụa cười lớn, mặt mũi tràn đầy kích động. Cậu Song, không phải đâu, người chết không phải Dương Thanh, mà là ông Tám. Ông Tám của Hiệp hội Võ Thuật, người giúp việc vội vàng giải thích. Cái gì? Mày nói cái gì? Ai chết cơ? Diệp Vô Song vừa mới cười như được mùa lập tức hoảng loạn túm lấy cổ áo người giúp việc điên cuồng gào lên. Người giúp việc sợ phát khóc, run rẩy đáp, thưa cậu Song, người chết là ông Tám. Xe của Dương Thanh bị ông Tám chặn lại trên đường, tôi sợ bị phát hiện nên không dám tới quá gần, chỉ đứng đợi ở phía xa. Nhưng mà sau đó, xe của Dương Thanh đi mất, khi tôi đến nơi xem xét, ông Tám đã chết rồi. Người giúp việc thành thật nói hết mọi điều mình biết. Diệp Vô Song ngơ ngác, bước chân lảo đảo ngồi phịch xuống ghế, không dám tin vào tai mình, sao lại như vậy? Ông Tám là cao thủ xếp thứ 8 của Hiệp hội Võ Thuật, thậm chí còn có tin đồn thực lực của ông ta có thể nằm trong top 5. Đừng nói là top 5, nằm trong top 8 cũng đã được tính là cao thủ đứng đầu 8 gia tộc quyền thế nhất Yến Đô rồi. Sao cao thủ mạnh như thế lại chết được, còn là chết trong tay hai thằng oát con? Diệp Vô Song nghĩ mãi không ra Lữ Mông bị Dương Thanh và Mã Siêu giết kiểu gì. Mày nói tao nghe, rốt cuộc Lữ Mông chết thế nào? Diệp Vô Song lại ép hỏi. Người giúp việc vội vàng lắc đầu nói, tôi ở quá xa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc kiểm tra thi thể ông Tám, tôi thấy trên trán có một lỗ máu giống như vết đạn. Một phát súng bắn vào đầu sao? Diệp Vô Song kinh hãi nói, lập tức hiểu ra, hóa ra là dùng súng. Tao nói rồi mà, sao chúng nó giết nổi ông Tám của Hiệp hội Võ Thuật? Chúng mày to gan thật đấy, đến cả ông Tám của Hiệp hội Võ Thuật cũng dám giết. Tao sẽ trống mắt lên xem chúng mày sống được bao lâu nữa. Diệp Vô Song không còn hoảng sợ nữa, hoàn toàn yên tâm. Nếu Dương Thanh và Mã Siêu thắng Lữ Mông bằng võ thuật, anh ta sẽ sợ. Thế nhưng nếu dùng súng bắn chết Lữ Mông, không còn gì đáng sợ nữa. Quỳnh! Đúng lúc ấy. Cửa biệt thự của Diệp Vô Song bị vỡ nát. Ngay sau đó, một người đàn ông cao to lực lưỡng đi vào. Mày là ai? Sao dám tự tiện xông vào nhà họ Diệp? Diệp Vô Song hốt hoảng quát. Nhưng anh ta vừa dứt lời liền phát hiện, sau lưng người kia còn có mấy bóng dáng quen thuộc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ông nội? Diệp Vô Song nhìn Diệp Kế Tông đi đằng sau, khó hiểu hỏi. Nói mau, sao ông Tám lại chết? Diệp Kế Tông chưa kịp đáp lại, người đàn ông kia đã xông tới túm cổ áo Diệp Vô Song giơ lên cao như một con gà. Hiện giờ, Diệp Vô Song đang cực kỳ sợ hãi. Không phải vì bị người ta xách cổ mà là bị chất vấn về cái chết của ông Tám. Là Dương Thanh giết.
Diệp Vô Song không hề do dự, vội vàng hô lớn lên. Bỏ tới chịu chết Dương Thanh là ai? Người đàn ông cao lớn giận dữ hét lên, vung tay một cái ném Diệp Vô Song lên bàn trà. Rồi lại lăn xuống đất. Diệp Vô Song bị ngã điếng người, xương cốt toàn thân như vỡ tan thành từng mảnh. Anh ta chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị dẫm lên đầu, giọng nói tràn đầy sát khí của người đàn ông cao lớn lại vang lên, nói hết tất cả những gì mày biết ra đây, nếu không tao sẽ dẫm nát đầu mày. Dứt lời, hắn ta tăng thêm sức dưới chân. Á! Diệp Vô Song chỉ thấy đầu mình sắp nứt ra, đau đớn rên rỉ. Trà qua! Trà lại! Người nhà họ Diệp thấy vậy, da đầu tê dần. Người đàn ông cao lớn này quá tàn bạo, bọn họ tin nếu Diệp Vô Song không chịu khai ra, đối phương thực sự sẽ dẫm chết anh ta. Á, đừng dẫm nữa. Tôi nói, tôi sẽ nói hết cho ông. Xin ông tha cho tôi trước đã, á. Diệp Vô Song đau khổ rên lên, da đầu bị cà với mặt đất mất một mảng lớn. Gương mặt tuấn tú cũng sắp bị hủy hoại, mặt mũi dính đầy máu. Trông thấy bộ dạng thê thảm của Diệp Vô Song, mọi người đều sợ hãi run lẩy bẩy. Nói đi. Người đàn ông cao lớn buông lỏng chân, cúi đầu nhìn Diệp Vô Song quát lớn. Diệp Kế Tông chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, không dám cầu xin. Có lẽ người khác không biết thân phận của người đàn ông cao lớn này nhưng lão ta là chủ nhà họ Diệp, đương nhiên biết rất rõ. Địa vị của hắn ta trong hiệp hội võ thuật cực cao, nhà họ Diệp không đắc tội nổi. Dương Thanh không chỉ giết ông Tám mà còn là hung thủ sát hại ông Chín. Ông Tám muốn trả thù cho ông Chín nên mới chặn giết Dương Thanh, nào ngờ lại bị cậu ta bắn chết. Bạo quân, lời tôi nói đều là sự thật. Bên cạnh Dương Thanh còn có một thằng đàn em rất mạnh. Bọn họ hợp sức lại mới giết được ông Tám. Diệp Vô Song run rẩy nói, chỉ giấu chuyện mình báo tin cho Lữ Mông để ông ta đi chặn giết Dương Thanh. Dù sao chuyện này cũng liên lụy đến anh ta. Biết nếu người đàn ông cao lớn trước mặt biết được, chắc chắn sẽ không tha cho anh ta. Diệp Vô Song cậu nói bậy bạ gì đấy? Diệp Mạn hoảng sợ, vội nói, Dương Thanh mới rời đi không lâu, cậu vẫn luôn ở trong nhà họ Diệp, tại sao lại biết người giết ông Tám là Dương Thanh? Cậu nên biết nói hưu nói vượn sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào? Diệp Mạn nghiến răng nghiến lợi nói, hiện giờ Dương Thanh là cơ hội để bà ta chiếm đoạt quyền kiểm soát nhà họ Diệp. Không thể để Dương Thanh xảy ra chuyện. Diệp Vô Song tức giận quát, tôi nói thật, bà biết cái gì mà nói. Cậu dám quát tôi sao? Diệp Mạn sững sờ, quay sang nhìn Diệp Kế Tông, bố thấy chưa? Nó dám chống đối cô mình ngay trước mặt mọi người. Nếu để nó làm chủ gia tộc, liệu nó có dám chống đối cả bố hay không? Diệp Kế Tông cau mày giống lên, câm miệng. Ở nhà họ Diệp, lời lão ta nói là thánh chỉ, ai dám không nghe? Bây giờ người của Hiệp hội Võ thuật tìm tới vì Diệp Vô Song, nhà họ Diệp đang gặp nguy hiểm, vậy mà Diệp Vô Song và Diệp Mạn vẫn còn đấu võ mồm. Bạo quân, chắc là cháu tôi lầm rồi. Dương Thanh vừa mới rời khỏi đây, sao có thể lấy mạng ông Tám được? Diệp Kế Tông đứng dậy lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Không ai biết người đàn ông cao lớn tên là gì, người ta đều gọi hắn ta là Bạo quân. Thực lực của hắn ta không nằm trong top 9 cao thủ mạnh nhất hiệp hội võ thuật nhưng lại có địa vị cực cao trong hiệp hội. Dù Lữ Mông xếp thứ 8 cũng phải nhún nhường trước mặt hắn ta. Bởi vì cái tên Bạo quân là do người đứng đầu hiệp hội võ thuật ban tặng. Ngoài ra, Bạo quân còn có biệt danh là võ tướng. Thực lực của hắn ta sâu không lường được, dù là cao thủ xếp thứ 5 của hiệp hội võ thuật cũng chưa chắc đã đấu lại được. Cháu ông dám lừa gạt tôi. Thế thì tôi chỉ đành giết cậu ta. Bạo quân ngang ngược tuyên bố, lại dẫm lên đầu Diệp Vô Song, khiến anh ta kêu gào thảm thiết. Cậu! Diệp Kế Tông rất tức giận, nhưng bạo quân muốn giết Diệp Vô Song, lão ta cũng hết cách. Bởi vì nhà họ Diệp không có ai đánh lại hắn ta. Đừng giết tôi nói thật mà, ông Tám thực sự bị Dương Thanh và đàn em giết chết, người của tôi đã nhìn thấy tận mắt. Sức dưới chân bạo quân ngày càng lớn. Diệp Vô Song cũng gào to hơn. Tại sao người của mày lại nhìn thấy? Bạo quân không hề giảm lực chân, lớn tiếng chất vấn. Diệp Vô Song vội đáp, bởi vì tôi là người nói cho ông Tám biết, hung thủ giết chết ông Chín vừa mới rời khỏi nhà họ Diệp. Trong hội võ Giang Bình, chính mắt tôi đã nhìn thấy Dương Thanh giết ông Chín, thậm chí còn uy hiếp chi hội Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật rút khỏi đó.
Tôi nói thật đấy, ông không tin có thể điều tra thử, ngày đó có rất nhiều người tới xem hội võ, nhất định sẽ tra ra được. Diệp Vô Song không dám giấu giếm gì nữa, nói ra toàn bộ. Nghe vậy, Diệp Kế Tông nổi giận, không ngờ nó dám ra tay với Dương Thanh sau lưng mình. Mặc dù lão ta và Dương Thanh đã xảy ra xung đột nhưng lão ta vẫn định bảo Diệp Mạn Hàn gắn quan hệ giữa hai bên. Nào ngờ, Diệp Vô Song dám mượn đao giết người. Nếu Dương Thanh chết thì thôi, nhưng Dương Thanh lại không chết, còn đắc tội với người của Hiệp hội Võ Thuật. Đây quả thực là một kiếp nạn khổng lồ với nhà họ Diệp. Sắc mặt Diệp Mạn cũng xám xịt, giờ mới biết Diệp Vô Song cũng có mặt trong hội võ lần trước. Diệp Vô Song muốn giết Dương Thanh chắc chắn là vì sự tồn tại của Dương Thanh phá hủy giấc mơ làm chủ gia tộc của anh ta. Nếu Bạo Quân không uy hiếp, có lẽ Diệp Vô Song sẽ không bị lộ. Phải rồi, bà ta cũng có mặt trong hội võ Giang Bình đấy. Tính ra Dương Thanh còn là con rể của bà ta. Nếu lấy bà ta làm mồi nhử, nhất định có thể dụ Dương Thanh ra mặt. Diệp Vô Song giữ tợn nói. Người nhà họ Diệp đều chết sững. Nội quy đầu tiên của nhà họ Diệp chính là không được phép tranh đấu nội bộ. Mặc dù trước giờ vẫn đấu trong âm thầm nhưng chưa có ai dám trắng trợn đẩy người trong gia tộc vào chỗ chết như vậy. Thì ra nhà họ Diệp và thằng nhóc kia còn có quan hệ này. Bạo Quân cười lạnh, híp mắt nói. Hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Kế Tông, ngang ngược uy hiếp, lập tức liên hệ với thằng nhóc kia, trong vòng nửa tiếng phải bỏ tới nhà họ Diệp chịu chết. Nếu không mẹ vợ của nó sẽ tàn đời. Chiến thần bất bại. Lúc này mọi người đều đồng loạt nhìn Diệp Mạn, có người thông cảm, có người chế giễu cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Người vui vẻ nhất không ai khác ngoài Diệp Vô Song. Bởi vì trước đó không lâu Diệp Kế Tông đã nói, nếu Diệp Mạn có thể hàn gắn được mối quan hệ giữa Dương Thanh và nhà họ Diệp thì sẽ được làm chủ nhà họ Diệp đời tiếp theo. Diệp Thương đã bị hủy tư cách người thừa kế, bây giờ Bạo Quân lại dùng tính mạng của Diệp Mạn uy hiếp Dương Thanh. Một khi Dương Thanh dám bước chân vào nhà họ Diệp, chắc chắn sẽ không còn mạng quay về. Sau này chỉ còn anh ta có tư cách kế thừa vị trí chủ nhà họ Diệp. Lời của Bạo Quân khiến Diệp Mạn hốt hoảng tột độ. Bà ta có thể mặc kệ sự sống chết của Dương Thanh, nhưng lại rất cần sự trợ giúp của anh. Nếu anh bị giết, bà ta sẽ mất hết tương lai ở nhà họ Diệp. Nhưng quan trọng nhất là từ trước tới nay Dương Thanh chưa bao giờ xem trọng người mẹ vợ này. Bảo Dương Thanh đến đây trong vòng nửa tiếng để cứu bà ta là chuyện không thể nào. Cậu ta đúng là con rể của tôi nhưng bảo cậu ta đến nhà họ Diệp cứu tôi trong vòng nửa tiếng là điều không thể. Bởi vì con gái của tôi ra đời chưa được bao lâu đã bị tôi vứt bỏ. Bây giờ con gái tôi không chịu nhận người mẹ này, Dương Thanh cũng cảnh cáo, nếu tôi còn quấy rầy con bé cậu ta sẽ giết tôi. Với mối quan hệ như vậy ông nghĩ cậu ta sẽ đến đây vì tôi sao? Diệp Mạn cắn răng nói, trong mắt ngập tràn không cam lòng. Bà ta chưa từng nghĩ âm mưu mấy chục năm của mình sẽ phải nhờ tới Dương Thanh, thậm chí cả mạng sống cũng phụ thuộc vào anh. Bà ta rất không cam lòng, cũng rất giận dữ. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát, lúc này bà ta chỉ có thể cầu nguyện Bạo Quân bỏ qua cho mình. Đó là chuyện của các người, không liên quan đến tôi. Bạo Quân cười lạnh, mặt đằng đằng sát khí, chỉ có nửa giờ. Mặc kệ các người dùng cách gì, cậu ta nhất định phải tới đây. Nếu không các người sẽ chết. Uy hiếp trắng trợn. Cái tên Bạo Quân vốn do hắn ta tàn ác máu lạnh mà có được. Một người như vậy sao có thể mềm lòng với người khác? Lời của hắn ta khiến cả nhà họ Diệp rơi vào tuyệt vọng. Người ngoài đều nghĩ Hiệp hội Võ Thuật chỉ mạnh hơn 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô một chút, nhưng bọn họ nào biết 8 gia tộc này bắt tay với nhau mới có thể đấu lại được Hiệp hội Võ Thuật. Huống chi ân oán bao năm qua đã khiến 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô không thể hợp tác với nhau nữa. Nếu biết nhà họ Diệp sắp bị Hiệp hội Võ Thuật tiêu diệt, bọn họ sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Cùng lúc đó Dương Thanh đã trở về khách sạn Đế Đô, đang gọi video call với vợ và con gái. Khi nào bố mới về? Con nhớ bố lắm. Giọng nói non nớt của Tiêu Tiêu vang lên khiến trái tim Dương Thanh mềm nhũn. Sáng sớm mai bố sẽ về đưa con đi học và đưa mẹ đi làm. Dương Thanh cười nói. Anh thấy mọi việc ở Yến Đô về cơ bản đã giải quyết xong rồi. Tình cảm của Mã Siêu và Ngải Lâm ngày càng tốt đẹp, tập đoàn Nhạn Thanh cũng đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Bố gạt con. Tiêu Tiêu bĩu môi, không vui nói.
sao bố lại gạt Tiêu Tiêu được? Bố đặt vé máy bay sáng sớm ngày mai rồi, bảo đảm sẽ về đúng giờ đưa con đi nhà trẻ. Dương Thanh giơ tay cam đoan. Bố gạt con, bố gạt con. Tiêu Tiêu buồn bực nói, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc. Bố không gạt con thật mà, Dương Thanh luống cuống. Lúc này Tần Thanh Tâm vừa tắm xong đi tới, thấy hai bố con tranh cãi không khỏi bật cười. Dương Thanh, mai là cuối tuần, em và Tiêu Tiêu đều ở nhà. Dương Thanh bỗng sực tỉnh, lau mồ hôi trán thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ nhất là nhìn thấy vợ và con gái khóc. Tiêu Tiêu chỉ nói anh gạt cô bé, không chịu nói lý do khiến anh vô cùng sốt ruột. Tiêu Tiêu, bố sai rồi. Bố quên mất ngày mai con được nghỉ. Thế ngày mai bố về nhà sẽ dẫn con đi sở thú chơi, được không? Dương Thanh chân thành xin lỗi. Được à? Ai ngờ Tiêu Tiêu đang sắp khóc vừa nghe Dương Thanh nói sẽ dẫn cô bé đi sở thú liền vui cười hớn hở đáp lại. Dương Thanh dở khóc dở cười, bỗng có cảm giác như bị con gái lừa gạt. Lúc này Tần Thanh Tâm bỗng nói, Dương Thanh, em có điện thoại, cúp máy trước nhé. Được, sáng mai gặp. Dương Thanh cười nói. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Dương Thanh cực kỳ vui vẻ. Anh vốn đang không vui vì chuyện vừa xảy ra ở nhà họ Diệp và nửa đường bị cao thủ hiệp hội võ thuật chặn giết. Nhưng sau khi gọi video với vợ và con gái một lúc, mọi điều không vui đều biến mất. Anh đang chuẩn bị đi tắm thì chuông điện thoại bỗng reo, người gọi là Tần Thanh Tâm vừa mới cúp điện thoại. Vợ, chúng ta vừa gọi video rồi mà. Dương Thanh nghi ngờ hỏi. Ông xã, bà ấy vừa gọi tới nói người của hiệp hội võ thuật đang đợi anh ở nhà họ Diệp. Nửa tiếng nữa anh không xuất hiện, bọn họ sẽ giết bà ấy. Giọng nói của Tần Thanh Tâm lộ rõ sự hoảng hốt. Dương Thanh nghe vậy sắc mặt âm u. Đương nhiên anh biết bà ấy mà Tần Thanh Tâm nói chính là Diệp Mạn. Anh chỉ nghĩ người của hiệp hội võ thuật sẽ tìm mình nhưng không ngờ bọn họ lại tìm đến nhà họ Diệp nhanh như vậy, lại còn dùng Diệp Mạn để uy hiếp anh. Chồng à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiệp hội võ thuật là thế lực gì? Nhà họ Diệp không phải là một trong những gia tộc mạnh nhất Yến Đô sao? Sao lại có người dám đến nhà họ Diệp giết người chứ? Giọng nói hoảng hốt mang theo tiếng nức nở của Tần Thanh Tâm truyền tới. Rõ ràng cô đang rất lo lắng cho Dương Thanh, đồng thời cũng lo cho Diệp Mạn. Tuy cô tỏ ra không muốn nhận người mẹ này nhưng dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của cô. Bây giờ bà ta đang bị người ta dọa giết, sao cô có thể không lo lắng chứ? Nhưng cô càng lo lắng cho Dương Thanh hơn. Ngay cả người của nhà họ Diệp mà bọn họ còn dám đe dọa, chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Nếu Dương Thanh chạy tới nhà họ Diệp, liệu anh có gặp nguy hiểm không? Nghĩ tới đây trong lòng cô cực kỳ mâu thuẫn, cũng rất hoảng sợ. Một bên là mẹ ruột, một bên là người chồng cô yêu tha thiết. Cô không muốn anh gặp nguy hiểm cũng không muốn Diệp Mạn phải chết. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường. Tâm, em nghe đây, anh sẽ không sao đâu. Bây giờ em đi ngủ đi. Anh bảo đảm sáng mai sẽ về nhà đúng giờ. Dương Thanh vội vàng nói, đồng thời thay xong quần áo quay người rời đi. Chồng, anh định tới nhà họ Diệp đấy à? Dương Thanh chưa kịp trả lời, Tần Thanh Tâm đã khóc nấc lên. Chồng, em lo cho anh, không muốn anh đến nhà họ Diệp nhưng em cũng sợ bà ấy sẽ chết. Nghe thấy cô khóc nức nở, Dương Thanh rất đau lòng, trong mắt ngập tràn sát khí. Vợ à, em có tin anh không? Giọng nói trầm thấp của Dương Thanh lại vang lên. Đương nhiên em tin anh rồi, Tần Thanh Tâm trả lời chắc nịch. Vậy thì em hãy yên tâm, đừng quên chồng của em là ai. Dương Thanh tự tin nói, anh là chiến thần bất bại, bao nhiêu nước địch còn không làm gì được anh trên chiến trường thì một hiệp hội võ thuật nhỏ bé có thể làm gì được anh. Chút hết nỗi uất hận. Giọng nói của Dương Thanh như có ma thuật khiến Tần Thanh Tâm bình tĩnh lại. Chồng, em tin anh. Tần Thanh Tâm cố nén nghẹn ngào, cắn răng nói, cho dù muộn đến mấy anh cũng phải báo cho em ngay sau khi giải quyết xong việc bên đó nhé. Được. Dương Thanh trịnh trọng đáp lời. Sau khi cúp điện thoại, Dương Thanh đã ra khỏi khách sạn. Vừa nghe được tiếng động bên phòng Dương Thanh, Mã Siêu đã lặng lẽ đi theo, đợi Dương Thanh cúp điện thoại mới hỏi, anh Thanh, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu lại có cơ hội luyện tập nữa rồi. Trong mắt Dương Thanh lóe lên sát khí mãnh liệt, đến nhà họ Diệp. Mã Siêu thầm ngạc nhiên, dường như đã đoán ra gì đó. Anh ta không nói lời nào lập tức khởi động xe chạy như bay trên đường. Cùng lúc đó ở nhà họ Diệp,
Trên mặt Diệp Mạn ngập tràn lo lắng. Bà ta đang tuyệt vọng thì chợt nhớ đến Tần Thanh Tâm, nỗi sợ mới vơi đi rất nhiều. Bà ta đã điều tra được Dương Thanh rất yêu Tần Thanh Tâm, chỉ cần Tần Thanh Tâm nói giúp, Dương Thanh chắc chắn sẽ đến cứu bà ta. Chỉ là bà ta không tin Dương Thanh có thể sống sót trong tay Bạo Quân. Dù vậy bà ta vẫn lợi dụng tình cảm của Dương Thanh đối với Tần Thanh Tâm để dụ anh đến. Không chỉ mình bà ta, người nhà họ Diệp cũng chẳng một ai ôm hy vọng gì với Dương Thanh. Tuy Dương Thanh đã thể hiện thực lực mạnh mẽ ở nhà họ Diệp nhưng cái bóng của Hiệp hội Võ Thuật trong lòng bọn họ quá lớn. Bọn họ không tin trên đời này còn có người dám chống lại với Hiệp hội Võ Thuật. Diệp Vô Song vô cùng chờ mong Dương Thanh đến nộp mạng. Chỉ khi Dương Thanh chết, nhà họ Diệp mới không còn ai tranh giành vị trí chủ nhà với anh ta. Từng giây trôi qua nhưng Dương Thanh vẫn chưa xuất hiện. Tâm trạng Diệp Mạn vốn đã thả lỏng lại căng như dây đàn. 20 phút đã trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Dương Thanh tới. Thời gian Bạo Quân đã cho chỉ còn lại 10 phút. Nếu đến lúc đó Dương Thanh vẫn không xuất hiện, e rằng Bạo Quân sẽ giết bà ta. Trong lúc chờ Dương Thanh, Diệp Mạn đã hỏi thăm rõ ràng thân phận của Bạo Quân. Đây là kẻ giết người không chớp mắt cực kỳ khủng bố. Từ trước tới nay hắn ta luôn giữ lời, nói nửa tiếng là nửa tiếng, đến muộn một giây cũng sẽ giết. Dương Thanh, cậu nhất định phải tới. Diệp Mạn điên cuồng cầu nguyện trong lòng. Không chỉ có mỗi mình Diệp Mạn, người nhà họ Diệp cũng đang thầm cầu nguyện. Bạo Quân đã nói nếu trong vòng nửa tiếng Dương Thanh không tới thì Diệp Mạn sẽ chết. Không ai biết đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ còn 5 phút nữa, nếu cậu ta vẫn không tới, tối nay chính là ngày tận thế của nhà họ Diệp các người. Bạo Quân bỗng liếc mắt nhìn đồng hồ, liếm môi, sắc mặt vặn vẹo nói. Người nhà họ Diệp đều run rẩy, nỗi sợ trong mắt càng dâng lên. Tất cả là tại người phụ nữ này, nếu bà ta không dẫn thằng danh kia về thì việc hôm nay đã không xảy ra. Bỗng có người nhà họ Diệp tức giận hét lên với Diệp Mạn. Đúng, đều tại người phụ nữ đê tiện này, vì đoạt quyền mà không từ thủ đoạn. Bây giờ nhà họ Diệp gặp tai họa đều tại bà ta. Chỉ cần chúng ta còn sống, nhất định bắt tay nhau đuổi bà ta ra khỏi gia tộc. Người nhà họ Diệp vốn đang hoảng sợ, lúc này có người dẫn đầu liền thi nhau chỉ trích Diệp Mạn. Bạo Quân khoái chí nhìn cảnh tượng này, hắn ta thấy người nhà họ Diệp đều bị đùa giỡn như mèo vần chuột. Nếu không bị ràng buộc bởi quy củ, một mình hắn ta cũng có thể diệt sạch nhà họ Diệp. Khi khống chế được mạng sống của người khác, Bạo Quân đều cảm thấy thành công, cũng cực kỳ phấn khích. Bạo Quân, nhà họ Diệp chúng tôi không ai chào đón thằng danh kia, hết thảy đều tại Diệp Mạn. Xin cậu tha cho nhà họ Diệp một con đường sống. Lúc này Diệp Kế Tông cũng lên tiếng. Chỉ còn lại mấy phút cuối cùng, lão ta đành phải hy sinh Diệp Mạn để bảo vệ gia tộc. Nghe Diệp Kế Tông nói vậy, Diệp Mạn ngẩn ra, vẻ mặt khó tin. Cho dù lúc nãy bà ta bị tất cả người nhà họ Diệp chỉ trích cũng không ngạc nhiên, đau khổ như lúc này. Bởi vì Diệp Kế Tông đang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bà ta để bảo vệ bản thân. Ồ! Bạo Quân hứng thú nhìn Diệp Kế Tông, không phải người phụ nữ này là con gái của ông sao? Ông tính dùng mạng của bà ta để bảo vệ nhà họ Diệp đấy à? Ông chủ Diệp dứt khoát gật đầu, thờ ơ nói, làm sai thì phải chịu phạt. Con rể của nó đã gây ra rắc rối lớn cho nhà họ Diệp, cho dù nó là con gái của tôi nhưng vì gia tộc tôi sẵn sàng hy sinh vì nghĩa. Bố! Diệp Mạn nức nở hỏi, liệu bố có từng xem con là con gái của bố không? Diệp Kế Tông lạnh lùng quát, cô câm miệng đi. Nếu không phải tại con rể quý hóa của cô, sao lại xảy ra những việc này? Lẽ nào cô không muốn hy sinh cho gia tộc sao? Đừng nghĩ tôi không biết cô vẫn luôn hận tôi. Sợ là cô đã muốn thay thế tôi từ lâu rồi phải không? Diệp Kế Tông lạnh giọng nói. Diệp Mạn cảm thấy trong lòng tức nghẹn, hít thở không thông, nước mắt tuôn rơi. Lẽ nào con không nên hận bố sao? Diệp Mạn bỗng tức giận gào lên. Năm đó, bố vì lợi ích của gia tộc, ngăn cản bọn con ở bên nhau, thậm chí còn giết anh ấy. Nhưng con lại ngu ngốc tưởng anh ấy vứt bỏ mẹ con. Con hận anh ấy nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ con không nên hận bố sao? Diệp Mạn để mặc cho nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, khóc giống lên, như muốn trút hết mọi oan ức ra ngoài. Diệp Kế Tông vẫn sững sững, đợi Diệp Mạn nói xong lão ta mới lạnh lùng nói, cô là con gái của tôi. Phụ nữ của nhà họ Diệp phải chấp nhận việc hôn nhân bị sắp đặt.
nếu không phải vì cô muốn bỏ trốn với thằng khốn kia, nếu các người không âm thầm sinh con, sao cậu ta lại phải chết? Tôi ra lệnh giết cậu ta nhưng hung thủ thật sự là cô mới phải. Cô biết rõ phụ nữ nhà họ Diệp không thể có hôn nhân tự do nhưng vẫn kiên quyết ở bên cạnh cậu ta. Chính cô đã hại chết cậu ta. Lời nói của Diệp Kế Tông như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Diệp Mạn khiến bà ta đau đớn đến nỗi không thiết sống nữa. Âm thanh của sự chết chóc. Lúc này, nét mặt Diệp Kế Tông vô tình, lời nói càng tuyệt tình hơn. Diệp Mạn lảo đảo trực ngã, bước chân loạng choạng lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Cô chỉ là một đứa con gái còn muốn làm chủ nhà họ Diệp, cô tưởng có thể sao? Diệp Kế Tông tức giận gầm lên, bước từng bước về phía Diệp Mạn. Lão ta cứ bước tới một bước, Diệp Mạn sẽ lùi lại một bước, trong đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng. Bố đã nói chỉ cần con Hàn gắn được mối quan hệ giữa Dương Thanh và nhà họ Diệp trong vòng một tuần, bố sẽ giao vị trí chủ gia tộc cho con cơ mà. Diệp Mạn cố kìm nước mắt, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Diệp Kế Tông chất vấn. Ha ha! Diệp Kế Tông cười giễu cợt, khinh thường nói, tôi là chủ nhà họ Diệp, sao lại sinh ra đứa con gái ngu ngốc như vậy chứ? Giao vị trí chủ gia tộc cho cho rằng có thể không? Diệp Mạn chấn động mạnh, tới giờ phút này, bà ta mới hiểu ra, Diệp Kế Tông chưa bao giờ muốn giao vị trí chủ gia tộc cho mình. Chỉ sợ lão ta chưa từng nghĩ tới chuyện chia quyền lực của nhà họ Diệp cho bà ta. Tất cả đều là lợi dụng. Cũng như hơn 20 năm trước, Diệp Kế Tông ngăn cản bà ta đến với người yêu chỉ vì muốn lợi dụng bà ta để liên hôn, giành lấy lợi ích lớn hơn cho nhà họ Diệp. Sau đó, Diệp Kế Tông ra lệnh giết chết người đàn ông bà ta yêu cũng vì lợi ích của gia tộc. Thậm chí lão ta vu oan hãm hại người bà ta yêu, làm bà ta hận người đàn ông đã hy sinh cả mạng sống vì mình nhiều năm như vậy. Chẳng phải tất cả những điều này đều vì lợi ích của gia tộc sao? Hóa ra tất cả đều là giả, bố nói sẽ giao vị trí chủ gia tộc cho con chỉ để lợi dụng mối quan hệ giữa con và Dương Thanh. Kể cả chuyện trước đó bố nói với Dương Thanh. Chỉ cần cậu ta bằng lòng dẫn con gái con về nhận tổ tiên sẽ cho cậu ta làm chủ gia tộc họ Diệp cũng là lừa đảo. Bố chỉ muốn lợi dụng thực lực của Dương Thanh để trục lợi cho nhà họ Diệp. Bây giờ, người của Hiệp hội Võ Thuật tới tuyên bố muốn giết Dương Thanh, bố thấy cậu ta chắc chắn phải chết, chẳng còn giá trị lợi dụng nữa, con cũng thế nên mới đối xử với con như vậy. Bố thân yêu của con ơi, con nói không sai chứ. Vẻ mặt Diệp Mạn đầy châm chọc. Chút tình thân còn sót lại đối với Diệp Kế Tông cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự lạnh lùng. Diệp Kế Tông hừ một tiếng, cô vẫn chưa ngu tới mức không cứu được. Không sai, thằng nhóc kia dám giết ông Tám của Hiệp hội Võ Thuật thì chắc chắn phải chết. Đây chính là suy nghĩ trong lòng Diệp Kế Tông. Lão ta biết Dương Thanh rất lợi hại, nhưng Hiệp hội Võ Thuật còn mạnh hơn. Cho dù hôm nay Dương Thanh có thể sống sót trong tay bạo quân, thậm chí là giết hắn ta thì thế nào? Dương Thanh giết chết ông 9 hay ông 8, thậm chí lấy mạng cả bạo quân, Hiệp hội Võ Thuật vẫn còn thủ mạnh hơn. Ngay cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô liên kết còn chưa chắc có thể đánh bại được Hiệp hội Võ Thuật, một mình Dương Thanh đối phó nổi sao. Người nhà họ Diệp đều kinh hãi. Bọn họ vốn tưởng lúc trước Diệp Kế Tông thật sự định tặng vị trí chủ gia tộc cho Dương Thanh và Diệp Mạn, bây giờ mới biết tất cả đều là giả. Lúc này, người kích động nhất là Diệp Thương và Diệp Vô Song. Diệp Thương muốn giết Dương Thanh mới mất vị trí người thừa kế. Bây giờ Diệp Kế Tông đã hoàn toàn vứt bỏ Dương Thanh, chắc là ông ta có thể lấy lại vị trí người thừa kế của mình chứ. Diệp Vô Song kích động vì Diệp Kế Tông vứt bỏ Dương Thanh, Diệp Thương bị mất vị trí người thừa kế, Diệp Mạn rõ ràng đã thất thế, vậy nên vị trí đó chỉ có thể thuộc về anh ta. Hai người đều có ý xấu, trong lòng Diệp Mạn lại bi thương. Bố chắc chắn người thua là Dương Thanh à. Rất lâu sau, Diệp Mạn bỗng bình tĩnh lại, thờ ơ hỏi Diệp Kế Tông. Diệp Kế Tông khẽ nhíu mày, tôi thừa nhận cậu ta rất mạnh, nhưng tôi biết rõ sự đáng sợ của Hiệp hội Võ Thuật. Chẳng lẽ cô nghĩ Hiệp hội Võ Thuật cũng không đấu lại Dương Thanh sao? Con hy vọng bố sẽ không hối hận vì quyết định ngu xuẩn của mình, Diệp Mạn lạnh lùng nói. Lòng tin của Diệp Mạn dành cho Dương Thanh đã biến mất vào giây phút bạo quân xuất hiện, bây giờ chợt cháy lên. Người phụ nữ kia, lời nói của bà làm tôi rất khó chịu. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo như sấm rền chợt vang lên, nửa tiếng rồi thằng nhóc kia còn chưa tới, vậy bà chỉ có thể chết. Lúc này,
Bạo Quân với thân hình vạm vỡ cao tới 1m9 chẳng khác nào một vị thần linh đầy quyền lực. Hắn ta nhanh chóng bước đến trước mặt Diệp Mạn, một tay nắm lấy cổ bà ta. Sau đó, cơ thể mảnh mai của Diệp Mạn bị hắn ta nhấc lên chẳng khác nào một con gà con. Bà ta vô cùng hoảng sợ, tay chân không ngừng vung vẩy, bất giác nhìn Diệp Kế Tông bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng Diệp Kế Tông chỉ hờ hững liếc nhìn Diệp Mạn, không hề có ý định xin tha cho bà ta. Giờ phút này, trong đầu Diệp Mạn hiện ra từng cảnh tượng quen thuộc. Vào một đêm hè hơn 20 năm trước, bà ta mới khoảng 20 tuổi đang bị mấy tên lưu manh đùa giỡn, định cưỡng ép đưa bà ta đi. Bà ta liều mạng cầu xin người qua đường giúp đỡ, nhưng chẳng có một ai chịu đứng lại. Đúng lúc này, một người thanh niên ăn mặc giản dị, trên vai khoác một cái túi dệt lớn xuất hiện, tức giận quát: các người định làm gì? Người thanh niên khoảng 20 với gương mặt non nớt, quần áo có miếng vá, chân đi đôi giày vải màu đen, nói giọng nhà quê. Mày không muốn chết thì mau cút đi, đừng xen vào chuyện của người khác. Mấy tên lưu manh tức giận uy hiếp. Cứu tôi, xin anh hãy cứu tôi, nhất định tôi sẽ báo đáp anh. Diệp Mạn kêu to cầu xin. Người thanh niên hơi do dự, nhìn cách ăn mặc là biết dân quê mới ra thành phố. Anh ta vốn là người chất phác, giờ nhìn thấy mấy tên lưu manh dở trò đồi bại, cuối cùng vẫn quyết định can thiệp vào chuyện này. Thả cô ấy ra. Người thanh niên bỏ túi xuống và đi về phía Diệp Mạn, rõ ràng ánh mắt có hơi sợ hãi. Tên nhà quê ở đâu ra cũng dám quản chuyện của bố mày, thịt nó cho tao. Tên lưu manh cầm đầu tức giận quát một tiếng, ba bốn tên khác xông tới. Người thanh niên lập tức bị đánh ngã xuống đất, mặt đầy máu. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, mấy tên côn đồ vội vàng bỏ chạy. Cũng nhờ vậy mà Diệp Mạn được cứu, hai người làm quen với nhau. Dần ra, hai người tiếp xúc nhiều hơn rồi phải lòng nhau, tình yêu ập tới không thể kìm chế. Mãi về sau, Diệp Mạn mang thai, bỏ trốn cùng người thanh niên. Tiếp đó, người thanh niên biết được thân phận của Diệp Mạn. Vì muốn cho bà ta một cuộc sống hạnh phúc nên đã chủ động đến gặp Diệp Kế Tông, mong được chúc phúc. Nhưng người đó chưa từng nghĩ tới chuyến này một đi không thể trở lại, bị giết hại ở nhà họ Diệp, còn bị bọn họ vu oan giá họa, bị Diệp Mạn hận rất nhiều năm. Bà ta chợt rơi nước mắt, vừa nhớ người yêu vừa cảm thấy có lỗi với con gái. Bà ta âm thầm thề, nếu có kiếp sau, cho dù bà ta có phải làm trâu làm ngựa cũng sẽ cố gắng ở bên cạnh con gái. Bởi vì cô không chỉ là con gái của một mình bà ta mà còn là đứa con duy nhất người bà ta yêu để lại trên đời. Bà có thể chết được rồi. Bạo Quân hờ hững như đang xách một con gà con sắp bị mình vặn gãy cổ. Nếu bà ấy chết, cả hiệp hội võ thuật sẽ chôn cùng bà ấy. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng bỗng vang lên. Ánh trăng thu cao vời vợi lạnh lẽo chiếu xuống. Trong bóng tối, một người cao giáo chậm rãi bước tới. Tiếng bước chân như âm thanh của sự chết chóc. Ai có thể ngăn cản tôi? Giờ phút này, mọi người đều nhìn bóng người kia. Dương Thanh. Theo bóng người bước tới gần, người nhà họ Diệp cuối cùng đã nhìn thấy rõ. Một người có dáng vẻ vạm vỡ như tháp sắt đi theo sát phía sau Dương Thanh chính là Mã Siêu. Hai người lần lượt xuất hiện làm mọi người kinh ngạc. Bạo Quân vốn đang định bẻ gãy cổ Diệp Mạn cũng nhìn sang. Khi thấy chỉ có hai người thanh niên hơn 20 tuổi bước tới, ánh mắt hắn ta vô cùng khinh thường. Nếu tao giết bà ta, mày sẽ bắt cả hiệp hội võ thuật chôn cùng à? Bạo Quân hỏi với vẻ cợt nhả, ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn như muốn giết người. Qua lời thì thầm bàn tán của người nhà họ Diệp, hắn ta đã biết người tới là Dương Thanh. Vào lúc Diệp Mạn nhìn thấy Dương Thanh, trong mắt cháy lên khát vọng sống đồng thời dẫy dụa càng kịch liệt hơn. Bà ta biết. Bây giờ chỉ có Dương Thanh có thể cứu mình. Nhưng bà ta còn đang ở trong tay của Bạo Quân, nếu đắc tội hắn ta thì sợ rằng rất khó sống được. Ông không hiểu tiếng người hay tai có vấn đề. Dương Thanh thờ ơ hỏi. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đó đều chấn động. Bạo Quân hoàn toàn bị chọc giận. Những lời này của Dương Thanh dường như không có vấn đề gì, nhưng thật sự là câu mắng người không thô tục. Phiên dịch qua chính là ông là súc vật nên không hiểu lời con người như tôi nói, hay ông bị điếc. Có thể tưởng tượng được những lời này kích thích Bạo Quân tới mức nào. Thằng nhóc, tao sẽ đích thân vặn gãy cổ mày. Bạo Quân tức giận hét lên. Dáng người hắn ta vốn đã rất cao lớn, vừa nổi nóng thì cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, cảm giác cả người tràn trề sức lực.
Diệp Mạn ở trong tay hắn ta lại nhỏ bé như vậy. Dương Thanh, cậu thật to gan, dám vỗ lễ với bạo quân như vậy. Cậu đừng quên mẹ vợ cậu còn ở trong tay ông ta. Diệp Vô Song lớn tiếng nói. Không biết vì sao, nhìn thấy Dương Thanh bình tĩnh điềm nhiên, trong lòng anh ta chợt lo lắng. Ngay cả bản thân anh ta cũng thấy chấn động, không ngờ mình lại có ảo giác rằng có lẽ bạo quân thật sự không phải là đối thủ của Dương Thanh. Anh ta nói vậy cũng là nhắc nhở bạo quân có thể giết Diệp Mạn trước. Bây giờ chỉ cần bà ta chết, có thể xác định vị trí người thừa kế là của mình. Dương Thanh hơi híp mắt lại. Sao anh có thể không hiểu được lòng dạ độc ác của Diệp Vô Song? Anh sẽ chết rất thảm, Dương Thanh lạnh lùng nói. Anh chỉ nói một câu rồi không nhìn Diệp Vô Song nữa. Nhưng anh ta thấy mình như vừa bị thần chết để mắt tới, một cảm giác ớn lạnh lan tràn khắp người. Ông là cao thủ của Hiệp hội Võ thuật, sẽ không gây khó dễ cho một người phụ nữ chứ? Dương Thanh nói với bạo quân, ông thả bà ta ra, tôi đánh với ông một trận. Được không, nếu tao cứ nhất quyết giết bà ta thì sao? Bạo quân nói với vẻ trêu tức, bàn tay hắn ta vốn thả lỏng chợt siết chặt. Diệp Mạn chỉ cảm thấy cổ của mình sắp gãy rồi. Bà ta sợ đến mức muốn tè ra quần, hai tay, hai chân điên cuồng giãy giụa. Bạo quân thích nhất là đùa bỡn người khác. Đặc biệt là lúc nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt người khác, hắn ta có cảm giác rất khoái chí. Nhưng hắn ta thất vọng khi không nhìn thấy được chút sợ hãi nào trong mắt Dương Thanh. Đôi mắt kia u ám, tối tăm như vực sâu không thấy đáy. Người phụ nữ này là mẹ vợ của mày. Mày không sợ tao giết bà ta à? Bạo quân nhíu mày hỏi. Người ở trong tay ông, có giết hay không là chuyện của ông? Dương Thanh bình tĩnh nói, chẳng lẽ ông tưởng tôi qua đây để cứu người phụ nữ này? Bạo quân nghe vậy thì đanh mặt lại. Lúc trước, Diệp Mạn nói Tần Thanh Tâm chỉ là con gái rơi của mình, Dương Thanh rất ghét bà ta. Ban đầu bạo quân còn chưa nghi ngờ, nhưng bây giờ thì tin rồi. Trông Dương Thanh có vẻ rất trẻ nhưng bạo quân không cho rằng Dương Thanh là một kẻ vô dụng. Bất kể có phải cậu ta giết Lữ Mông không, ít nhất Ngưu Căn Huy đứng hàng thứ 9 trong Hiệp hội Võ thuật đã thật sự chết trong tay Dương Thanh, hơn nữa còn bị giết chết trước mặt bao nhiêu người. Nếu người thanh niên tài giỏi như vậy không phải là loại người thủ đoạn tàn độc, sẽ không thể có được thành tựu như hôm nay. Nếu vậy, tao sẽ lấy mạng của người phụ nữ này. Bạo quân quát lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên dùng sức. Bộp! Trong thời điểm chỉ mảnh treo chuông, một bàn tay tinh tế đột nhiên nắm lấy cổ tay bạo quân. Hắn ta vốn đang siết chặt ngón tay chợt cảm giác được một sức mạnh cực kỳ đáng sợ nắm lấy cổ tay của mình. Cho dù tôi không đến vì người phụ nữ này, cũng không thể đứng nhìn bà ta bị ông giết được. Một giọng nói vô cùng lãnh đạm đột nhiên vang lên bên tai bạo quân. Tất cả những điều này đều xảy ra trong chớp mắt, hắn ta chỉ cảm thấy lông tơ trên người lập tức dựng đứng. Vừa rồi, Dương Thanh còn đứng cách hắn ta mấy mét, chỉ thoáng cái đã tới bên cạnh. Lúc này tay anh đang nắm chặt lấy cổ tay của hắn ta. Sức lực mạnh đến mức đáng sợ này làm bạo quân không dám phản kháng. Hắn ta không hề nghi ngờ, chỉ cần Dương Thanh dùng sức là có thể dễ dàng bóp nát cổ tay của mình. Rốt cuộc cậu là ai? Vẻ mặt bạo quân vô cùng nghiêm trọng, hắn ta chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh và ướt sũng mồ hôi. Hắn ta vốn đang nghi ngờ, rốt cuộc có phải Dương Thanh đã giết chết Lữ Mông không? Nhưng lúc này, nghi ngờ trong lòng của hắn ta đã hoàn toàn biến mất. Ở trước mặt Dương Thanh, không ngờ hắn ta không có nổi can đảm để đánh một trận. Nếu không thả tay trong vòng 5 giây, ông sẽ chết. Dương Thanh nhíu mày, lạnh lùng nói. Lần này, bạo quân vội vàng buông tay mà không hề do dự. Diệp Mạn ngã trên mặt đất, lập tức thở hổn hển. Bà ta vừa bước qua cửa tử, đã sợ đến mất hồn mất vía từ lâu. Cậu có thể thả tay được chưa? Bạo quân nghiến răng hỏi. Hắn ta cảm giác cổ tay của mình cũng sắp vỡ rồi. Bạo quân bất ngờ là mình vừa dứt lời. Dương Thanh đã thả cổ tay mình ra thật. Lúc này, trang viên của nhà họ Diệp rộng lớn mênh mông lại yên tĩnh không hề có tiếng động, mọi người đều nhìn Dương Thanh. Từ khi Dương Thanh ra tay nắm lấy cổ tay bạo quân, ép hắn ta thả Diệp Mạn ra, đến lúc anh thả cổ tay của hắn ta ra. Tất cả đều diễn ra trong chớp mắt, nhưng điều khiến bọn họ chấn động là, đường đường là nhân vật võ tướng của Hiệp hội Võ thuật lại không hề có ý chí chiến đấu trước mặt Dương Thanh. Mí mắt Diệp Kế Tông giật giật. Tim cũng đập như điên.
Lão ta chợt có cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì. Lão ta biết Dương Thanh rất mạnh, nhưng không ngờ rằng anh mạnh đến mức khiến Bạo Quân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thằng nhóc, cậu dám giết cao thủ của Hiệp hội Võ thuật tôi, chuyện này tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây đâu. Cậu cứ chờ bị Hiệp hội Võ thuật xét xử đi. Bạo Quân đột nhiên nói một câu uy hiếp rồi xoay người tính rời đi. Tôi đã cho phép ông đi chưa? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau lưng Bạo Quân. Ngay sau đó, một cơ thể vạm vỡ chợt lao qua, chặn đường lui của hắn ta. Bạo Quân nhíu mày, lạnh lùng nói, Bạo Quân tôi muốn đi, ai có thể cản được chứ? Cuộc chiến sinh tử. Cao thủ của Hiệp hội Võ thuật muốn chạy trốn cũng phải tìm được lý do chính đáng. Nhưng cảnh tượng tiếp theo đã khiến người nhà họ Diệp sợ ngây người. Cái người vừa nãy còn ngang ngược tuyên bố không ai có thể cản được mình giờ đây lại co giò bỏ chạy. Cao thủ so tài, chớp mắt là phân được thắng bại. Chỉ với tốc độ nhanh như chớp và sức mạnh túm cổ tay của Dương Thanh lúc nãy cũng thấy được Bạo Quân không phải đối thủ của Dương Thanh. Biết đánh không lại mà còn e cổ ra chịu trận thì không phải anh hùng mà là kẻ ngu tìm đường chết. Muốn chạy trốn à, chạy thoát nổi không? Mã Siêu nhếch miệng lộ ra nụ cười tà ác. Sau đó nhấc chân đuổi theo Bạo Quân. Dương Thanh vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý định ra tay. Nếu anh thật sự muốn ra tay thì anh đã giết Bạo Quân từ lúc cứu Diệp Mạn rồi. Nhưng anh không làm vậy, để lại cơ hội này cho Mã Siêu. Thực lực của Mã Siêu tương đương với Lữ Mông đã bị anh giết. Nếu Bạo Quân đến đây để trả thù cho Lữ Mông, còn tuyên bố Dương Thanh lăn tới nộp mạng, chứng tỏ thực lực của hắn ta phải mạnh hơn Lữ Mông. Rất hiếm khi gặp được cao thủ cấp bậc này. Bây giờ thực lực của Mã Siêu cũng đã đến giới hạn đột phá, phải trải qua một trận quyết đấu sinh tử mới thăng cấp được. Chỉ khi đối mặt với cái chết, tiềm năng của con người mới được kích thích đến tận cùng. Oanh! Mã Siêu đột nhiên bộc phát tốc độ thần tốc, sau đó nhảy vọt lên, đá mạnh xuống. Bạo Quân bị đá bay ra ngoài trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Đồ khốn kiếp, mày muốn chết à? Bạo Quân phát hiện người ra tay là Mã Siêu, lập tức nổi giận. Hắn ta đường đường là cao thủ của Hiệp hội Võ thuật, được hội trưởng ban tên Bạo Quân, đủ để chứng minh thực lực mạnh mẽ của hắn ta. Lúc nãy bị Dương Thanh đe dọa nên hắn ta đành phải bỏ trốn. Bây giờ lại bị người đi theo Dương Thanh đá bay ra ngoài. Đây đúng là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời này của hắn ta. Mày chỉ là một con lợn ngốc mà thôi. Còn ảo tưởng mình là cao thủ tuyệt đỉnh cơ à? Mã Siêu cười chế giễu, không dám đấu một trận mà còn dám lớn lối đòi anh Thanh đến đây nộp mạng. Thằng nhóc, mày muốn chết hả? Bạo Quân giận đến run người, gầm lên. Bạo Quân vô thức nhìn Dương Thanh, thấy anh chỉ đứng nhìn, không có ý ra tay mới thở phào nhẹ nhõm. Tao muốn chết đấy, mày giết nổi không? Mã Siêu liên tục cười lạnh. Oanh! Bạo Quân không nhiều lời. Lao thẳng vào tấn công Mã Siêu. Mã Siêu vẫn luôn muốn khiêu chiến cực hạn để ép bản thân mình đột phá. Hơn nữa sau lưng còn có Dương Thanh, anh ta có gì phải sợ. Chỉ thấy bóng dáng Mã Siêu chợt lóe lên, cấp tốc chạy vọt lên nghênh chiến. Oanh oanh oanh. Cơ thể của hai người va chạm vào nhau. Hai người đều có thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, trận đấu nảy lửa khiến mọi người kinh hãi. Người nhà họ Diệp nhìn thấy cảnh tượng này đều há hốc mồm. Bọn họ vốn nghĩ chỉ Dương Thanh mới có thể ngăn cản được Bạo Quân, nhưng lúc này Dương Thanh lại không ra tay, chỉ dựa vào một mình Mã Siêu cũng đã khiến Bạo Quân bị thương nặng. Đồ bỏ đi, thực lực của ông chỉ tới vậy thôi sao? Đúng là còn yếu hơn cả Lữ Mông bị tôi đánh bại trước đó. Thứ rác rưởi như ông không đánh lại tôi mà còn đòi lấy mạng anh Thanh. Đồ con lợn, tới đi. Không phải lúc nãy ông mạnh miệng lắm sao? Đừng cứ trốn mãi thế. Có anh Thanh ở đây, ông có thể chạy thoát được sao? Mã Siêu vừa điên cuồng tấn công vừa liên tục châm chọc, không ngừng kích động Bạo Quân. Thực lực của Bạo Quân mạnh hơn Lữ Mông nhưng Dương Thanh cứ ở bên cạnh nhìn chằm chằm nên hắn ta hoàn toàn không muốn quyết chiến với Mã Siêu. Hắn ta không ngu, cho dù đánh bại Mã Siêu, Dương Thanh cũng sẽ không tha cho hắn ta. Cho nên từ đầu đến cuối hắn ta chỉ tìm cách chạy trốn, chứ không chịu đánh hết sức. Bị Mã Siêu khiêu khích, Bạo Quân chỉ cảm thấy tức nghẹn trong lòng, sắc mặt vặn vẹo khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, thằng danh, mày muốn đi đầu thai sớm hả? Ông chỉ là đồ bỏ đi, có giỏi đánh bại tôi trước rồi hãy nói.
ông nghĩ ông có thể lấy mạng tôi sao? Mã Siêu lại cười giễu cợt, dậm chân lao tới lần nữa. Chúc mừng mày đã thành công khiến tao muốn giết mày. Sát khí ngập tràn trong mắt Bạo Quân đột nhiên bộc phát. Cút! Mã Siêu vùng đấm ra, Bạo Quân giận dữ quát lên, chụp lấy cánh tay của Mã Siêu. Sau đó hắn ta nâng đùi đá vào bụng Mã Siêu. Cơ thể của Mã Siêu bỗng bay lên theo hình vòng cung. Anh ta chỉ cảm thấy bụng đau nhói, cơn đau lan tràn khắp khoang bụng. Không đỡ nổi một đòn. Bạo Quân cười lạnh, siết chặt nắm tay nện mạnh vào huyệt thái dương của Mã Siêu. Nếu chúng phải cú đấm này, Mã Siêu không chết cũng sẽ lập tức hôn mê. Cảm thấy tính mạng của mình bị đe dọa, thấy nắm đấm của Bạo Quân sắp đánh xuống, Mã Siêu cố gắng chịu cơn quặn thắt trong bụng, nện chân xuống đất. Cút! Mã Siêu nổi giận gầm lên, nhưng không tránh né cú đấm của Bạo Quân mà đá mạnh ra. Oanh! Nắm đấm của Bạo Quân sượt qua đầu Mã Siêu, nhưng Mã Siêu lại đá trúng vào bụng hắn ta. Cơ thể vạm vỡ của Bạo Quân bay thẳng lên trời rồi nặng nề ngã xuống đất. Một tiếng vang cực lớn, mặt đất như rung chuyển. Người nhà họ Diệp đều chết sững. Bọn họ đã từng thấy cao thủ đánh nhau nhưng chưa từng thấy cuộc chiến nào khủng bố như vậy. Những trận đấu võ quốc tế mà họ từng xem khác một trời một vực với cuộc chiến tay đôi trước mắt này. Đây mới thực sự là cuộc chiến sinh tử. Diệp Kế Tông hối hận muôn vàn. Lão ta biết hôm nay Bạo Quân thua chắc rồi. Cho dù hắn ta đánh thắng nhưng vẫn còn Dương Thanh thực lực khó lường đang chờ sẵn. Một khi Bạo Quân thất bại, sao Dương Thanh có thể bỏ qua cho nhà họ Diệp? Nghĩ tới đây, trong đầu Diệp Kế Tông bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ điên cuồng. Lão ta lập tức gọi một cuộc điện thoại, chỉ nói bốn chữ chuẩn bị ra tay. Đột phá cực hạn. Đến lúc này Bạo Quân mới đánh hết sức. Sau khi biết được thực lực của Dương Thanh, hắn ta tự thấy không đánh thắng được anh nên mới muốn bỏ chạy. Nào ngờ ngay cả người đi theo bên cạnh Dương Thanh cũng mạnh đến mức này. Trừ khi hắn ta phải dốc hết sức ứng phó, bằng không sẽ không có cơ hội chạy trốn. Như vậy mới thú vị. Mã Siêu gắng gượng đỡ một đòn của Bạo Quân và đá lại hắn ta rồi liếm môi, vẻ mặt cực kỳ phấn khích. Danh con, mày biết tao ghét nhất kiểu người nào không? Bạo Quân bò từ dưới đất lên, trên mặt không hề tỏ ra đau đớn, tựa như người vừa bị Mã Siêu đá không phải là hắn ta. Lúc này trên người hắn ta tỏa ra sát khí mãnh liệt, không ngừng càn quét về phía Mã Siêu. Mã Siêu cười lạnh, vậy ông có biết tôi ghét kiểu người nào nhất không? Tôi ghét nhất kiểu người đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, bởi vì dáng vẻ vờ vịt này rất nhạt nhẽo. Không phải mày muốn nhìn thấy trạng thái mạnh nhất của tao sao? Được, tao sẽ cho mày toại nguyện. Chỉ mong mày đừng khiến tao thất vọng. Vẻ mặt Bạo Quân lạnh như băng, hai tay nắm chặt lại, trên cánh tay vạm vỡ nổi đầy gân xanh. Dưới lớp quần áo cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, khiến người khác cảm thấy nghẹt thở. Nhưng Mã Siêu không hề sợ hãi, ngược lại chỉ cảm thấy rất hưng phấn. Lăn lộn trên chiến trường nhiều năm, cơ bắp của anh ta rất săn chắc, tuy không to bằng Bạo Quân nhưng thực lực của anh ta cũng không yếu hơn Bạo Quân bao nhiêu. Lữ Mông bị đánh bại trước đó mạnh ngang ngửa với anh ta, thậm chí anh ta còn hơi mạnh hơn, vậy nên không thể phát huy được hết tiềm lực của anh ta. Tuy Bạo Quân mạnh hơn Lữ Mông rất nhiều nhưng vẫn không giết được anh ta. Cho nên phải khích bác Bạo Quân khiến hắn ta nổi giận bộc phát toàn bộ sức lực thì mới có thể kích thích được tiềm lực của Mã Siêu. Đến đây đi! Mã Siêu quát lớn. Lúc này ý chí chiến đấu mãnh liệt lan tràn khắp người anh ta. Trong mắt Bạo Quân ngập tràn khinh bỉ, cười lạnh, nếu mày muốn chết, tao sẽ cho mày toại nguyện. Ngay lúc nói ra câu này, Bạo Quân vốn đang đứng tại chỗ bỗng biến mất. Lúc này trời đã tối, tuy trong trang viên nhà họ Diệp đèn điện sáng choang nhưng tầm nhìn vẫn bị ảnh hưởng rất lớn. Người nhà họ Diệp chỉ thấy một cái bóng xông thẳng vào Mã Siêu. Đến đúng lúc lắm, ánh mắt Mã Siêu trở nên nghiêm nghị, khẽ quát lên đồng thời chân phải đạp mạnh xuống đất. Dầm một tiếng, mặt đất rung chuyển, bụi bay mù mịt. Thân hình của Mã Siêu cũng lao vút lên nghênh chiến. Oanh! Một tiếng nổ khủng khiếp, hai người va chạm vào nhau. Giờ phút này, bầu trời như nứt ra, mặt đất rung chuyển. Chỉ thấy một bóng người lùi về sau 5-6 bước sau cú va chạm khủng bố này. Người đó là Mã Siêu. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Bạo Quân lại vung nắm đấm, đánh về phía Mã Siêu đang lùi lại. Ầm ầm ầm, gần như ngay lập tức, Bạo Quân đã lao tới trước mặt Mã Siêu,
hai quả đấm cứng như sắt liên tục nện xuống. Mọi người sửng sốt khi thấy Mã Siêu không hề có ý định tránh né, ngược lại còn lao lên nghênh chiến. Tuy không ngừng lui về phía sau, nhưng anh ta không hề sợ hãi, thậm chí cũng không có ý muốn rút lui mà tinh thần chiến đấu lại càng mạnh mẽ. Oanh! Lại trúng một đòn nặng nề, cơ thể Mã Siêu lùi tiếp về sau. Nhưng lần này Mã Siêu chỉ lùi lại 3 bước. Trước đó anh ta chỉ bị động chịu đòn, mỗi một cú đấm của Bạo Quân đều khiến anh ta lùi về sau 5-6 bước. Trong mắt Bạo Quân thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn ta là người cảm nhận sâu sắc nhất. Hắn ta hiểu rõ thực lực của Mã Siêu mạnh cỡ nào, vốn tưởng sắp đánh được bại đối phương nhưng sức mạnh và tốc độ của anh ta lại tăng vọt. Càng đánh càng mạnh. Trong đầu hắn ta chợt nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Tuy hắn ta chưa từng gặp người như vậy nhưng đã từng nghe nói đến. Một số bản ghi chép võ thuật truyền thừa có miêu tả về những người này. Người như vậy được gọi là chiến sĩ trời sinh, cũng có một số sách cổ gọi bọn họ là cuồng chiến sĩ. Đây mới là kỳ tài luyện võ thật sự, cơ thể của bọn họ không có cực hạn. Danh con, rốt cuộc mày là ai? Bạo Quân lại tung đấm, lần này Mã Siêu chỉ lùi về sau 2 bước đã đứng vững. Lần đầu tiên trong mắt Bạo Quân xuất hiện vẻ nghiêm túc. Mã Siêu giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng, vẻ mặt ngông cuồng, châm chọc nói, ông sợ à? Sợ. Bạo Quân hừ một tiếng, tao sợ khi nào? Mày là kẻ thua trận, người nên sợ là mày mới phải. Nếu không sợ, tại sao ông lại hỏi tôi là ai? Mã Siêu cười lạnh. Ông đang lo lắng, lỡ tôi có thân phận đặc biệt gì ông sẽ không đắc tội nổi, đúng không? Ông yên tâm, tôi không có thân phận gì đặc biệt đâu. Nếu ông nhất định muốn biết tôi là ai thì cứ coi như tôi là anh Thanh đi. Mã Siêu đang ngập tràn tinh thần chiến đấu, sao có thể để Bạo Quân có ý nghĩ rút lui? Anh ta đã đạt đến trạng thái mạnh nhất, có cảm giác bản thân sắp đột phá cực hạn. Nếu đột phá được, thực lực của anh ta sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Cậu ta chỉ là đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn, có thân phận đặc biệt gì chứ? Bạo Quân lạnh lùng chế giễu, sát khí trên mặt càng nặng, mặc kệ mày có thân phận gì, hôm nay tao nhất định phải giết mày. Mạnh miệng lắm. Mã Siêu cười lạnh, tự tin vậy thì ra tay đi. Mã Siêu nói xong liền nhấc chân lao vào Bạo Quân lần nữa. Hai người lại giao đấu, công kích mạnh mẽ, sức hủy diệt cực kỳ khủng bố. Chỗ bọn họ giao chiến như một mớ hỗn độn. Nếu đòn tấn công của hai người đánh trúng người nhà họ Diệp, sợ là bọn họ sẽ chết ngay lập tức. Lúc này đến cả Hắc Bạch Song Sát bên cạnh Diệp Kế Tông cũng sợ chết khiếp. Hai người bọn họ liên thủ lại mới đạt được sức chiến đấu mạnh nhất của nhà họ Diệp. Vậy mà lúc này, sức chiến đấu của cả Bạo Quân và Mã Siêu đều vượt xa bọn họ. Trước đó bọn họ còn muốn đối phó Dương Thanh và Mã Siêu, giờ nghĩ lại chỉ thấy lạnh sống lưng. Dù bọn họ liên thủ sợ là ngay cả Mã Siêu cũng đánh không lại, huống chi còn một người tuy chưa ra tay nhưng còn khủng bố hơn. Bạo Quân cũng đã hoàn toàn bộc phát, mỗi đòn tấn công đều ẩn chứa sát khí, muốn lấy mạng Mã Siêu. Cút! Bạo Quân gầm lên, nắm đấm nện vào lồng ngực Mã Siêu, cú va chạm mạnh mẽ như xe tải hạng nặng hất bay cơ thể Mã Siêu. Mã Siêu chỉ cảm thấy ruột gan đảo lộn, sâu trong cổ họng có vị tanh. Sau đó anh ta phun một ngụm máu. Cơ thể nặng nề ngã xuống đất. Danh con, bây giờ mày đã biết sự chênh lệch giữa chúng ta rồi chứ? Bảo Quân nở nụ cười tàn ác, bước tới chỗ Mã Siêu. Thoạt nhìn hắn ta vẫn còn đứng vững nhưng thật ra chỉ mình hắn biết cú đấm lúc nãy đã tiêu hao hết sức lực cuối cùng của mình. Nếu Mã Siêu vẫn có thể đứng lên, e rằng người ngã xuống lần này chính là hắn ta. Nhưng hắn ta cực kỳ hoảng sợ khi thấy Mã Siêu đang bị thương nặng lại giãy giụa bò dậy. Ánh mắt ngập tràn kiêu ngạo và sát khí. Bạo Quân cảm thấy cả người lạnh toát, bước chân nặng như đổ chỉ không thể nhấc lên. Cảm ơn ông đã giúp tôi đột phá cực hạn. Mã Siêu nhếch miệng, châm chọc nói, ông nghĩ tôi có nên giết ông để cảm ơn không? Dứt lời, một luồng khí thế kinh người toát ra từ trên người Mã Siêu. Đúng lúc này, một cảm giác nguy hiểm ghê gớm chợt bao trùm lấy thân thể Mã Siêu, con người anh ta co rút lại, cả người ướt đẫm mồ hôi. Đoàng. Ngay sau đó, một tiếng súng chát chúa đột nhiên vang vọng khắp bầu trời nhà họ Diệp. Lòng lang dạ sói. Trong nháy mắt khi tiếng súng vang lên, Bạo Quân vốn đứng đối diện với Mã Siêu chợt lảo đảo và ngã về phía anh ta. Mã Siêu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Bạo Quân đẩy ngã xuống đất. Giờ phút này,
cả trang viên của nhà họ Diệp lớn như vậy đều im phăng phắc. Tất cả ngơ ngác nhìn hai người đang nằm dưới đất, Diệp Kế Tông thầm thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nhếch miệng cười khi thấy mưu kế được thành công. Lão ta cho rằng Mã Siêu đã bị bắn chết. Người nhà họ Diệp đều hoảng sợ, nhà họ Diệp đúng là mưu sâu kế bẩn thật. Đúng lúc này, giọng nói châm chọc của Dương Thanh bỗng vang lên làm mọi người bừng tỉnh. Dương Thanh, cậu có ý gì? Diệp Kế Tông nhíu mày nói với vẻ không vui, người của cậu quá kiêu căng, bị giết chết cũng là đáng đời. Lẽ nào chúng chết ở nhà họ Diệp thì chúng tôi thành người có tội à? Ai biết được có phải do các cậu đắc tội người đó, mới bị người ta phái tay súng tới đối phó với các cậu hay không? Ông cứ giữ lại những lời đó mà giải thích với Hiệp hội Võ thuật. Dương Thanh cười chế giễu. Diệp Kế Tông nhíu mày. Tất nhiên lão ta nhận ra anh đang cười. Chẳng lẽ người của cậu ta bị giết mà cậu ta không thấy đau lòng, khổ sở gì sao? Anh Thanh. Trong lúc Diệp Kế Tông đang cảm thấy khó hiểu, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Lão ta nhìn qua, thấy Mã Siêu đã quay lại bên cạnh Dương Thanh thì chấn động tới mức trợn trừng mắt. Lão ta chợt nhớ tới lời anh vừa nói, đột nhiên có cảm giác vô cùng bất ổn nên vội vàng nhìn về phía Bạo Quân. Chỉ thấy hắn ta vừa rồi vẫn còn khỏe mạnh, lúc này đang nằm dưới đất không nhúc nhích. Nhờ ánh đèn mờ tỏ, lão ta nhìn thấy hình như có chất lỏng đang chảy trên mặt đất xung quanh đầu Bạo Quân. Bạo Quân! Diệp Kế Tông hoàn toàn tái mặt, run rẩy gọi tên hắn ta. Nhưng đầu Bạo Quân bị bắn trúng, đã chẳng còn sức sống thì làm sao có thể có phản ứng gì được nữa. Ông chủ, Bạo Quân chết rồi. Lúc này, quản gia mặc sườn xám nam hoảng hốt chạy tới và run rẩy nói. Diệp Kế Tông nghe vậy, chỉ cảm giác đầu óc trống rỗng, cả người run lẩy bẩy. Người khác không biết tiếng súng vừa rồi là gì, nhưng lão ta lại biết rất rõ ràng. Đó là tay súng được lão ta thuê tới giết Mã Siêu. Khi lão ta ý thức được Bạo Quân không có phần thắng, đã gọi điện thoại ra lệnh bắn chết Mã Siêu. Dù sao Bạo Quân cũng là võ tướng của Hiệp hội Võ thuật. Nếu hắn ta chết ở nhà họ Diệp, chắc chắn Hiệp hội sẽ không tha cho nhà mình. Cho nên Bạo Quân không thể chết được. Nếu vậy, người chết chỉ có thể là Mã Siêu. Lão ta đã ra lệnh rõ ràng là phải bắn chết Mã Siêu, sao bây giờ người chết lại là Bạo Quân? Phẫn nộ. Sự phẫn nộ làm lão ta gần như mất đi năng lực suy nghĩ, sắc mặt thâm trầm đáng sợ, người run lên. Nói cho cùng, lão ta vẫn là chủ gia tộc họ Diệp, sống tới 80 năm, mặc dù hoảng loạn nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Lão ta nhanh chóng bình tĩnh lại, tức giận nhìn về phía Dương Thanh và tức giận quát, Dương Thanh, cậu thật to gan, không ngờ dám bắn chết cả võ tướng Hiệp hội Võ thuật. Cậu biết chuyện này sẽ có hậu quả nghiêm trọng tới mức nào không? Mọi người nghe vậy thì kinh ngạc đến ngây người. Người vừa bắn chết Bạo Quân là do Dương Thanh thu xếp à? Anh cười chế giễu, ông chủ Diệp, chắc hẳn ông là người biết rõ chuyện gì xảy ra nhỉ? Chẳng lẽ không phải là cậu bố trí người bắn chết hắn ta sao? Diệp Kế Tông tức giận nói. Dương Thanh nhìn lão ta với vẻ khinh thường, sau đó nói với Mã Siêu, hướng 3 giờ, khoảng 1 cây số. Mã Siêu nghe vậy thì lập tức hiểu ý. Lạnh lùng nhìn Diệp Kế Tông rồi không nói một lời, xoay người chạy như điên về hướng 3 giờ. Khi lão ta nghe thấy anh dặn dò như vậy, đột nhiên có dự cảm xấu. Dương Thanh, rốt cuộc cậu muốn giở trò gì hả? Diệp Kế Tông nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lần này, Dương Thanh không để ý tới lão ta mà đột nhiên nhìn Diệp Mạn. Anh chỉ thấy bà ta cũng đang nhìn mình. Bà có hứng thú với vị trí chủ gia tộc họ Diệp? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Lời này vừa nói ra, không chỉ Diệp Kế Tông mà tất cả người nhà họ Diệp đều kinh ngạc đến ngây người. Không ngờ Dương Thanh hỏi Diệp Mạn có hứng thú với vị trí chủ gia tộc họ Diệp không? Diệp Mạn thoáng ngây người, nhưng vẫn nhanh chóng hiểu rõ ý của anh. Trước đó, khi bà ta sắp bị Bạo Quân giết chết, sự vô tình của Diệp Kế Tông làm chút tình thân cuối cùng của bà ta đối với nhà họ Diệp cũng biến mất. Bà ta chẳng còn hứng thú gì với vị trí chủ gia tộc họ Diệp nữa. Bây giờ, bà ta chỉ muốn sống khỏe mạnh, đối xử tốt với con gái để cố gắng bù đắp lại những gì mình nợ con gái suốt hơn 20 năm qua. Nhưng lúc này Dương Thanh hỏi bà ta có hứng thú với vị trí chủ gia tộc họ Diệp hay không, rõ ràng là có ý riêng của anh. Diệp Mạn, con dám. Diệp Kế Tông trợn mắt nhìn bà ta, trong lời nói rõ ràng có ý uy hiếp. Diệp Mạn cười lạnh, khinh thường nói, bố đã quyết định hy sinh tính mạng của con để bảo vệ nhà họ Diệp.
lẽ nào con không thể có hứng thú với vị trí chủ gia tộc họ Diệp sao? Lại nói, con có hứng thú với vị trí chủ gia tộc họ Diệp hay không thì liên quan gì tới bố? Trong ánh mắt Diệp Mạn chỉ còn sự căm hận. Tuy Diệp Kế Tông là bố của bà ta nhưng cũng là hung thủ giết chết người yêu của bà ta. Bà ta hận lão ta lại chẳng thể làm gì được. Hôm nay, nếu không nhờ có Dương Thanh thì bà ta đã chết ở trong tay của bạo quân. Đến lúc đó, còn ai trong nhà họ Diệp có thể nhớ tới mình chứ? Sẽ không có một ai hết. Ngay cả bố ruột của mình còn lạnh lùng tuyệt tình như vậy, mình còn sợ gì nữa? Tốt, rất tốt. Diệp Kế Tông tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, con rể tốt của con là kẻ giết chết bạo quân. Bố muốn xem thử, con đi theo cậu ta thì có thể sống được bao lâu? Diệp Mạn cười châm chọc, cho dù có chết, con cũng tuyệt đối không hối hận. Lại nói, con là người đã từng chết một lần, bây giờ sống lâu thêm giây nào cũng xem như mình hời rồi. Nếu không nhờ có Dương Thanh thì con đã chết, cho dù giờ chết vì cậu ấy cũng có gì phải sợ chứ. Lúc này, Diệp Mạn thoải mái lạ thường, không hề sợ hãi. Sở dĩ Dương Thanh cứu Diệp Mạn là do Tần Thanh Tâm nhờ cậy. Anh không hề hy vọng gì vào bà ta. Nhưng vào lúc này, lời Diệp Mạn nói khiến anh thấy bất ngờ. Dương Thanh, chỉ cần cậu muốn, tất nhiên tôi sẽ sẵn lòng làm chủ gia tộc họ Diệp. Diệp Mạn nghiêm mặt nói với Dương Thanh. Được, nếu vậy từ nay về sau bà chính là chủ gia tộc họ Diệp. Dương Thanh rất thỏa mãn với câu trả lời của Diệp Mạn, lúc này quyết định để bà ta làm chủ gia tộc họ Diệp. Khốn kiếp, đây là nhà họ Diệp của tôi, sao cậu có thể càn rỡ như vậy được? Diệp Kế Tông chợt nổi giận, quát Dương Thanh. Ông nội, cháu thấy thằng nhóc này đúng là lòng lang dạ sói. Chỉ sợ cậu ta đã sớm liên thủ với Diệp Mạn để cướp đoạt vị trí chủ gia tộc họ Diệp rồi. Lúc này, Diệp Vô Song bước ra và cười lạnh nói. Dương Thanh không chết thì anh ta chẳng có cơ hội nào làm chủ gia tộc họ Diệp. Cho nên hôm nay Dương Thanh buộc phải chết. Những người khác trong nhà họ Diệp đã được chứng kiến khí thế mạnh mẽ của Mã Siêu và Dương Thanh nên sợ vỡ mật từ lâu, làm gì còn ai dám nói này nói nọ nữa. Nói một cách khó nghe, chủ gia tộc họ Diệp là ai thì có liên quan gì tới bọn họ đâu. Dù sao bọn họ cũng không có được vị trí chủ gia tộc, cho dù Diệp Mạn làm chủ gia tộc cũng có gì đáng ngại chứ. Chỉ cần ích lợi của bọn họ không bị giảm đi, cho dù một người ngoài làm chủ gia tộc họ Diệp thì đã sao. Đúng lúc này, Mã Siêu kéo một người đi tới. Khi Diệp Kế Tông nhìn thấy người bị Mã Siêu kéo tới, mặt lập tức biến sắc. Người này chính là tay súng hàng đầu thế giới được lão ta thuê với giá đắt, bây giờ đang bị Mã Siêu kéo qua. Quan trọng là đối phương vẫn còn sống. Cả gia tộc đều kinh hãi. Ông chủ Diệp, ông nói xem, nếu tôi giao người này cho Hiệp hội Võ Thuật thì nhà họ Diệp sẽ có hậu quả gì? Dương Thanh cười híp mắt và nói với Diệp Kế Tông. Trên gương mặt đầy nếp nhăn của lão già đã 80 tuổi này cuối cùng đã lộ vẻ sợ hãi. Tay súng này vốn là do lão ta thuê về. Bây giờ bạo quân bị bắn chết, nếu Dương Thanh giao người cho Hiệp hội Võ Thuật, bọn họ chắc chắn có thể cạy miệng được tay súng này. Đến lúc đó, tất cả đều bị lộ hết. Tay súng này chẳng liên quan gì đến tôi. Cho dù cậu giao hắn cho Hiệp hội Võ Thuật thì sao chứ, Diệp Kế Tông chột dạ nói. Trước khi xác định Dương Thanh sẽ giao người cho Hiệp hội Võ Thuật, tất nhiên lão ta sẽ không thừa nhận. Dương Thanh hỏi với vẻ hài hước, tôi còn chẳng biết người này là ai, sao ông chủ Diệp đã biết hắn là tay súng? Hơn nữa còn biết hắn là tay súng giết chết bạo quân. Chẳng lẽ ông chủ Diệp có năng lực đoán trước tương lai? Người nhà họ Diệp nghe vậy thì đều kinh ngạc đến ngây người. Bạo quân bị bắn chết khiến bọn họ rất kinh ngạc, cũng rất sợ hãi. Bọn họ sợ Hiệp hội Võ Thuật sẽ tiêu diệt nhà họ Diệp. Dương Thanh chỉ nói mấy câu, không ngờ đã lừa được Diệp Kế Tông tự khai ra. Lão ta hoảng loạn, nghiến răng nghiến lợi nói, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Ông làm nhiều chuyện ác như vậy, lẽ nào không định sám hối à? Dương Thanh chợt ngừng cười, lạnh lùng nói, bố vợ mà tôi chưa bao giờ gặp đã bị ông giết, lẽ nào ông không tính xin lỗi vợ và con gái của ông ấy? Dương Thanh không có chút thiện cảm nào với lão già này. Nếu không phải lão ta là ông ngoại của Tần Thanh Tâm, anh sẽ chẳng chờ tới bây giờ. Anh hẳn đã tiêu diệt nhà họ Diệp, báo thù cho bố ruột của Tần Thanh Tâm từ lâu. Hai mắt Diệp Mạn cũng đỏ hoe, bà ta nghiến răng nói, sợ là trong mắt bố chỉ có lợi ích của gia tộc nhỉ.
Cho dù con là con gái của bố nhưng cũng chỉ là một quân cờ trong tay bố. Bố muốn hạ thế nào thì quân cờ nhất định phải đi tới đó. Bố là người nhà họ Diệp, làm chủ gia tộc họ Diệp, lẽ nào bố làm mọi chuyện vì gia tộc là sai sao? Con có biết tất cả những gì nhà họ Diệp có được bây giờ đều được đổi bằng máu của bao nhiêu thế hệ trước trong nhà họ Diệp không? Bố chỉ muốn nhà họ Diệp đứng ở vị trí huy hoàng hơn, để an ủi cho linh hồn những người đã mất. Chẳng lẽ điều này cũng là sai sao? Diệp Kế Tông cau có mặt mày, kích động nói, nếu không phải vì nhà họ Diệp, sao bố đã 80 còn phải giữ lấy vị trí chủ gia tộc họ Diệp, lo lắng vất vả cho cái nhà này chứ? Lẽ nào bố không biết nhường cho con cháu tài giỏi, trồng hoa cỏ, hưởng thụ quãng đời chẳng còn lại bao nhiêu nữa sao? Diệp Kế Tông phẫn nộ hét lên như phát điên, đôi mắt đầy tơ máu. Hai mắt Diệp Mạn đỏ hoe, mím chặt môi không nói một lời nào, chỉ căm hận nhìn lão ta. Qua nhiều năm như vậy, mỗi khi nhắc tới chuyện người yêu bị bố mình ra lệnh giết chết, bà ta đều có cảm giác sống không bằng chết. Bà ta muốn báo thù rửa hận và đã có rất nhiều cơ hội, nhưng mỗi lần định ra tay, bà ta lại không sao hạ quyết tâm được. Bất kể thế nào, Diệp Kế Tông cũng là bố mình. Cho dù lão ta có sai thì đó cũng là bố mình. Cho nên trong lòng bà ta chỉ căm hận Diệp Kế Tông, nhưng bảo ra tay giết thì bà ta không làm được, thật sự không làm được. Dương Thanh không nói một lời nào. Nhiệm vụ của anh chỉ là cứu Diệp Mạn. Bây giờ anh đã hoàn thành nhiệm vụ, còn lại là chuyện riêng của Diệp Mạn. Anh chỉ cần bảo đảm bà ta có thể còn sống là đủ rồi. Vào giây phút Diệp Kế Tông dùng tới tay súng định giết chết Mã Siêu, thật ra anh đã có đủ lý do để giết lão ta. Chỉ vì mối quan hệ máu mủ mỏng manh giữa Diệp Kế Tông và Tần Thanh Tâm, Dương Thanh không có cách nào ra tay với ông lão 80 tuổi này. Đúng, vì gia tộc, bố có thể nắm số phận của mỗi đứa con. Vì là bố, bố có thể hy sinh hạnh phúc của con để đổi lấy lợi ích cho nhà họ Diệp. Nhưng tại sao bố phải giết anh ấy? Anh ấy chỉ cầu xin bố chúc phúc cho chúng con. Bố không muốn thì có thể từ chối mà. Sao bố phải giết anh ấy chứ? Bố nói cho con biết đi, rốt cuộc anh ấy đã làm sai chuyện gì mà bố cứ nhất quyết bắt anh ấy phải chết vậy? Diệp Mạn quá kích động, vừa khóc vừa gào lên, trên gương mặt vô cùng bi thương và đau khổ, thậm chí còn tuyệt vọng. Bà ta yêu người đàn ông ấy, người đàn ông chất phác có thể vì mình mà hy sinh tất cả. Nhưng người đàn ông yêu mình sâu sắc đó đã bị bố mình ra lệnh giết chết. Chuyện đau đớn nhất thế giới không ngoài người thân nhất của mình giết một người thân khác. Đôi mắt già nua của Diệp Kế Tông không hề thay đổi, trước sau vẫn chỉ lãnh đạm. Rõ ràng những lời Diệp Mạn nói không thể khiến lão ta thấy hổ thẹn và hối hận. Ở trong từ điển của lão ta không có hai chữ thân tình này, chỉ có một từ lợi ích thôi sao? Đây chính là số phận của con, số phận của con gái nhà họ Diệp. Thật lâu sau, Diệp Kế Tông mới nói ra những lời lãnh đạm vô tình, không hề có chút cảm xúc nào. Tiếng khóc của Diệp Mạn chợt nín bặt, ánh mắt nhìn Diệp Kế Tông cũng dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị nói, với người máu lạnh như bố, con có nói gì đi nữa cũng chỉ là vô nghĩa. Diệp Kế Tông hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Dương Thanh, tôi muốn trở thành chủ gia tộc họ Diệp, tương lai của nhà họ Diệp sẽ do tôi quyết định. Diệp Mạn đột nhiên nhìn về phía Dương Thanh với ánh mắt nghiêm túc. Anh vô cùng kinh ngạc, vừa rồi anh hỏi bà ta có hứng thú với vị trí chủ gia tộc họ Diệp không, ánh mắt bà ta không quá ham muốn, hình như chỉ định phối hợp với anh. Nhưng bây giờ, trong ánh mắt Diệp Mạn đặc biệt cố chấp muốn khống chế nhà họ Diệp. Dương Thanh mỉm cười, sẽ như bà mong muốn. Cho dù bà muốn giết lão già này, tôi cũng không can thiệp. Tôi chỉ có một nhiệm vụ là bảo vệ tính mạng của bà. Diệp Mạn chỉ đợi nghe câu nói này của Dương Thanh. Bà ta khẽ gật đầu cảm kích, sau đó lạnh lùng nhìn lướt qua đám người nhà họ Diệp và nói, từ hôm nay, tôi sẽ là chủ gia tộc họ Diệp, có ai không phục. Lúc này, bà ta dường như đột nhiên biến thành một người khác, cảm giác lạnh lùng lại có khí thế của kẻ bề trên. Người nhà họ Diệp có mặt ở đây đều kinh ngạc, hình như chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, một người phụ nữ như Diệp Mạn muốn làm chủ nhà họ Diệp. Diệp Mạn, bố còn chưa chết đâu. Giọng nói của Diệp Kế Tông nặng nề lạnh lùng, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm vào Diệp Mạn nói, con muốn nắm giữ nhà họ Diệp, trừ khi bố chết. Bố tưởng lời nói của bố bây giờ còn có tác dụng trong nhà họ Diệp nữa sao? Diệp Mạn cười châm chọc. Bà ta vừa dứt lời, chợt nghe có những tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Ngay sau đó,
Hơn 10 cao thủ đeo mặt nạ quỷ đột nhiên xông vào nhà họ Diệp trong sự kinh ngạc của người nhà họ Diệp, lập tức bao vây tất cả bọn họ lại. Giờ phút này, cả gia tộc đều kinh hãi. Thanh lý môn hộ. Không ai ngờ Diệp Mạn lại âm thầm bồi dưỡng mười mấy cao thủ. Ban đầu Dương Thanh cũng cảm nhận được sự tồn tại của đám người này nhưng không nghĩ là người của Diệp Mạn nên bây giờ cũng hơi ngạc nhiên. Chỉ là như vậy càng tốt, anh đỡ phải ra tay. Đây vốn là việc riêng của nhà họ Diệp, nếu Dương Thanh tùy tiện nhúng tay vào lỡ bất cẩn giết chết ai đó cũng không biết phải ăn nói với Tần Thanh Tâm thế nào. Anh chỉ cần bảo vệ Diệp Mạn bình yên vô sự là được. Diệp Mạn, con muốn làm phản sao? Diệp Kế Tông sững sờ, khuôn mặt già nua hằn lên những nếp nhăn tràn đầy tức giận. Tất cả là tại ông ép tôi. Nếu không phải tại ông, tại sao mọi việc lại ra nông nỗi này? Nếu không có tôi, nhà họ Diệp có thể chiếm đoạt được nhà họ Tề sao? Nếu không chiếm đoạt được nhà họ Tề, sợ là nhà họ Diệp đã bị đá khỏi 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô từ lâu rồi. Tôi cũng là dòng chính của nhà họ Diệp. Gia tộc có quy định phụ nữ không được làm chủ gia tộc không? Diệp Mạn lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám người nhà họ Diệp. Những người bị bà ta nhìn tới đều vô thức cúi đầu, không ai có can đảm nhìn thẳng vào bà ta. Tuy trong quy định của gia tộc không cấm phụ nữ làm chủ nhưng đây là luật bất thành văn, mấy trăm năm nay nhà họ Diệp vẫn luôn tuân thủ quy định này, sao con dám tự ý thay đổi? Diệp Kế Tông phản đối gay gắt. Tuy lão ta đã 80 tuổi nhưng khí thế không hề thua kém người trẻ tuổi chút nào. Luật bất thành văn, đúng là nực cười. Diệp Mạn cười chế giễu, dù là luật bất thành văn, hôm nay tôi cũng phải loại bỏ quy định này. Phụ nữ thì đã sao? Đây là thời đại nam nữ bình đẳng, phụ nữ cũng có tôn nghiêm và địa vị. Sau này bất kể là nam hay nữ chỉ cần có tài năng đều có tư cách làm chủ nhà họ Diệp. Nếu mấy trăm năm nay nhà họ Diệp chưa từng có chủ gia tộc là phụ nữ thì tôi sẽ là ngoại lệ đầu tiên. Lúc này Diệp Mạn như trở thành người khác, cả người tỏa ra khí thế uy nghiêm. Bà ta tự tin nhưng không kiêu ngạo. Một người phụ nữ chỉ dựa vào bản thân vẫn sáng lập ra tập đoàn Mambo đỏ không thể là người tầm thường. Con đang muốn ép bố chết sao? Diệp Kế Tông giận run người quát. Diệp Mạn, đủ rồi. Đúng lúc này Diệp Thương bỗng đứng lên. Gần giọng nói, cô ăn nói với bố thế hả? Lẽ nào bố chết cô mới vừa lòng sao? Diệp Mạn khinh thường nhìn Diệp Thương, chế giễu nói, lúc này anh ra mặt là vì muốn lấy lòng ông ta sao? Khuôn mặt già nua của Diệp Thương đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, cô đang nói hưu nói vượn gì thế? Bao đời nay chỉ chủ gia tộc mới có quyền bổ nhiệm chủ gia tộc đời tiếp theo. Hiện giờ bố là người có quyền đó, bố chọn ai thì chính là người đó. Nếu bố bằng lòng để cô thừa kế vị trí chủ gia tộc, Diệp Thương tôi nhất định sẽ không phản đối. Nhưng bố lại không có ý định này, còn cô đang ép bố làm theo ý mình. Được lắm, không phải cô lợi hại lắm sao? Ngay cả bố mà cô cũng muốn giết cơ mà, có giỏi thì cô giết tôi trước đi. Diệp Thương kích động chắn trước người Diệp Kế Tông, ra vẻ hiếu thảo. Mí mắt Diệp Vô Song giật giật, vẻ mặt méo mó. Anh ta biết có Dương Thanh và Mã Siêu ở đây. Diệp Mạn cực kỳ đáng sợ. Đây là cơ hội duy nhất của anh ta. Nếu ra mặt như Diệp Thương có lẽ còn được Diệp Kế Tông khen ngợi, truyền lại vị trí chủ gia tộc. Nhưng cho dù Diệp Kế Tông có truyền lại vị trí chủ gia tộc cho anh ta thì Diệp Mạn có để yên cho anh ta hưởng không? Nghĩ vậy, Diệp Vô Song vẫn lựa chọn lẳng lặng quan sát. Diệp Mạn lạnh lùng nhìn Diệp Thương, khinh thường nói, nếu anh muốn chết sớm, tôi sẽ cho anh toại nguyện. Cứ coi như giết gà dọa khỉ để người nhà họ Diệp biết khi phụ nữ nổi điên họ có thể làm bất cứ chuyện gì. Dứt lời, bà ta phất tay ra lệnh, trong vòng 10 giây, nếu Diệp Thương không chịu tránh ra, giết luôn. Vâng, mười mấy cao thủ đeo mặt nạ quỷ đồng loạt hô lên. Khắp nhà họ Diệp ngập tràn sát khí nồng nặc khiến người run sợ. Diệp Thương nghe vậy, cả người run cầm cập, ông ta ra mặt thay chủ gia tộc. Vốn ôm hy vọng Diệp Mạn sẽ nương tay nhưng kết quả lại khiến ông ta thất vọng ê chề. Diệp Mạn, tôi là anh hai của cô đấy, cô muốn giết cả tôi sao? Diệp Thương khó tin hỏi. Diệp Mạn lạnh lùng giơ tay nhìn đồng hồ rồi hờ hững nói, 3 giây cuối cùng. Em gái, em muốn giết anh thật sao? Diệp Thương trợn trừng hai mắt, đến giờ rồi. Diệp Mạn dùng hành động để trả lời ông ta, giết. Một cao thủ mang mặt nạ quỷ đi thẳng tới chỗ Diệp Thương.
Đến lúc này Diệp Thương mới bàng hoàng nhận ra Diệp Mạn muốn giết mình thật. Tôi sẽ rút khỏi cuộc chiến tranh giành vị trí chủ gia tộc. Thấy cao thủ mặt nạ sắp đánh tới, Diệp Thương giống lên. Sau đó, ông ta cảm thấy như được giải thoát. Làm người thừa kế bao năm qua, áp lực trên vai ông ta quá lớn. Đột nhiên gào lên muốn từ bỏ tranh quyền thừa kế trước mặt mọi người khiến ông ta thấy nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Hứ! Diệp Mạn khinh thường nhìn Diệp Thương tránh sang một bên rồi lại nhìn Diệp Kế Tông, châm chọc nói, chủ gia tộc tương lai do ông chỉ định chỉ là một kẻ nhu nhược tham sống sợ chết mà thôi. Lẽ nào trong mắt ông, kẻ yếu đuối như vậy mới là chủ gia tộc xứng đáng nhất sao? Phải rồi, còn có một con chuột nhắt không có gan ra mặt nữa. Từ khi nào nhà họ Diệp đã suy sụp tới mức để kẻ nhu nhược và bọn nhát gan kế thừa vị trí chủ gia tộc vậy? Lúc nào ông cũng nói sợ sau khi chết không biết ăn nói với tổ tiên thế nào. Chẳng lẽ ông cam lòng truyền lại vị trí chủ gia tộc cho kẻ yếu đuối như vậy sao? Ngôn từ sắc bén và đầy mỉa mai. Sắc mặt Diệp Kế Tông ngày càng tái nhợt. Sau vài câu nói, lão ta đã phụt máu, vẻ mặt tiêu tụy. Dòng chính nhà họ Diệp rất đông nhưng không ai dám lên tiếng bởi sức ép của Diệp Mạn. Trên mặt Diệp Mạn thoáng hiện lên một tia buồn bã không đành lòng. Đưa chủ gia tộc họ Diệp tiền nhiệm đi bệnh viện. Diệp Mạn lớn tiếng ra lệnh cho đám cao thủ. Mấy người làm của nhà họ Diệp bước tới định đỡ Diệp Kế Tông nhưng bị lão ta từ chối. Một tay lão ta chống gậy, tay còn lại chống xuống bàn loạng choạng đứng lên, trên khuôn mặt dãi dầu xương gió chỉ còn lại sự cô độc. Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Diệp Mạn chính là chủ gia tộc họ Diệp. Nói xong, lão ta chống gậy rời đi. Dưới ánh đèn điện, bóng Diệp Kế Tông như được kéo dài ra. Mọi người nhìn chằm chằm vào bóng lưng tập tễnh rời đi của lão ta. Ai cũng hiểu, thời đại của Diệp Kế Tông đã hoàn toàn chấm dứt. Sau này nhà họ Diệp sẽ do nữ chủ đầu tiên quản lý. Dương Thanh khá ngạc nhiên vì Diệp Mạn có thể làm tới mức này. Bây giờ là lúc thanh lý môn hộ. Đúng lúc này Diệp Mạn bỗng nhìn sang một người trẻ tuổi, ánh mắt lóe lên sát khí. Muốn chạy thì đã muộn rồi. Bọn họ nhìn theo ánh mắt của Diệp Mạn, chỉ thấy vẻ mặt sợ hãi và bất an của Diệp Vô Song. Cô, cháu đã từ bỏ ý định tranh vị trí chủ gia tộc từ lâu rồi. Trong nhà họ Diệp, chỉ có cô là thích hợp làm chủ gia tộc nhất. Diệp Vô Song nói rõ mình từ bỏ tranh vị trí chủ gia tộc trước, sau đó lại tâng bốc Diệp Mạn. Chẳng qua, bởi vì Diệp Vô Song chọc vào cao thủ hiệp hội võ thuật nên có thể nói tất cả mọi chuyện xảy ra với nhà họ Diệp hôm nay đều do anh ta gây ra. Diệp Mạn suýt bị bạo quân giết chết, nếu không phải Dương Thanh chạy tới kịp thời, sợ là bà ta đã xuống địa ngục rồi. Nếu Diệp Mạn vẫn định tha cho Diệp Vô Song thì thật sự quá rộng lượng. Thật hay cho một câu đã từ bỏ tranh vị trí chủ gia tộc từ lâu. Nếu cô nhớ không nhầm, vừa nãy, cháu còn tính bí mật thông báo tin tức. Diệp Mạn liên tục cười lạnh nói. Cô, cháu không có làm vậy. Sao cháu dám làm vậy chứ? Diệp Vô Song cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể giấu được vẻ hoảng loạn của mình. Cầm điện thoại của cậu ta qua cho tôi. Diệp Mạn vừa ra lệnh, lập tức có người lao tới. Cô, cho dù bây giờ cô là chủ gia tộc họ Diệp cũng không thể xâm phạm quyền riêng tư của người trong gia tộc. Chưa có sự cho phép của cháu thì không ai được xâm phạm quyền riêng tư của cháu. Diệp Vô Song nắm chặt điện thoại ở trong tay, lớn tiếng nói. Lấy tới đây. Diệp Mạn tức giận quát. Diệp Vô Song biết bà ta đã quyết tâm kiểm tra điện thoại di động của mình, không thể tránh được. Anh ta nghĩ tới đây chợt cầm điện thoại lên, ném phát về phía hồ nhân tạo bên cạnh. Chỉ cần điện thoại hỏng thì nội dung bên trong sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Không có chứng cứ, cho dù Diệp Mạn là chủ gia tộc họ Diệp cũng không thể động vào mình được. Nhưng một giây trước khi anh ta ném điện thoại ra, cao thủ do Diệp Mạn phái qua đã đạp mạnh vào lưng anh ta khiến anh ta ngã nhào về phía trước. Cho dù chiếc điện thoại đã bị ném ra, nhưng lại rơi vào trong bụi cỏ bên cạnh. Chờ tới lúc Diệp Vô Song hoàn hồn, chiếc điện thoại di động của anh ta đã đến trong tay của Diệp Mạn. Cô không có quyền kiểm tra chuyện riêng tư của cháu, Diệp Vô Song tức giận hét lên. Ngay cả Diệp Kế Tông khống chế nhà họ Diệp mấy mươi năm cũng bị Diệp Mạn đuổi khỏi vị trí chủ gia tộc. Chỉ một Diệp Vô Song làm sao có thể ngăn cản được bà ta kiểm tra điện thoại. Khi Diệp Mạn nhìn thấy một tin nhắn đã được gửi đi thành công trên điện thoại di động thì sắc mặt cực kỳ thâm trầm,
nhìn về phía Diệp Vô Song như muốn giết người và giận dữ hét lên, cậu còn dám bí mật báo tin. Cậu có biết bán đứng gia tộc sẽ là tội gì không? Dựa theo quy định của gia tộc nhà họ Diệp, bán đứng gia tộc chính là tội chết. Nghe Diệp Mạn nói vậy, người nhà họ Diệp đều chấn động. Bọn họ biết Diệp Vô Song muốn tranh vị trí chủ gia tộc, nhưng không ngờ đến tình cảnh như bây giờ mà anh ta còn dám làm loạn. Bán đứng gia tộc. Diệp Vô Song biết chuyện này đã bị lộ thì dứt khoát không che giấu nữa, hét lên với vẻ giận dữ, nếu tôi chỉ gửi một tin nhắn là bán đứng gia tộc, vậy một người phụ nữ như bà ép chủ nhà phải nhường chức lại ngay trước mặt mọi người thì tính là gì? Diệp Mạn, bà đừng ra vẻ thanh cao nữa. So với bà, tất cả những gì tôi làm đã tính là gì chứ? Tôi liên hệ với cao thủ hiệp hội võ thuật, nói cho bọn họ biết Dương Thanh giết chết người của bọn họ. Nhưng vậy thì sao? Dương Thanh chỉ là một người ngoài. Tôi muốn giết cậu ta thì liên quan gì đến chuyện bán đứng gia tộc? Trái lại, người phụ nữ ác độc tâm địa rắn rết như bà ép bố mình phải nhường chức, bà mới là người có tội lớn nhất của nhà họ Diệp. Người phụ nữ ác độc như bà có tư cách gì tới chỉ trích những chuyện tôi đã làm? Diệp Vô Song vô cùng kích động, gần như hét lên. Sắc mặt Diệp Mạn vô cùng thâm trầm. Nếu trước đó bà ta có ý định tha cho Diệp Vô Song, vậy bây giờ chỉ muốn giết chết anh ta. Dương Thanh là người ngoài sao? Cậu ấy là con rể của tôi. Đó chính là người nhà họ Diệp. Cậu thông báo cho người của Hiệp hội Võ Thuật tới giết Dương Thanh là bán đứng gia tộc, bán đứng người trong gia tộc, phải chịu tội chết. Nếu không phải tại cậu, sao nhà họ Diệp lại ra nông nỗi như hôm nay? Là cậu đã suýt phá hỏng cả nhà họ Diệp. Hôm nay, cậu phải chết. Diệp Mạn trừng mắt nhìn Diệp Vô Song nói. Ha ha, tới đi. Tới giết tôi đi. Cho dù tôi chết, các người cũng không thể thoát được. Tôi đã thông báo với Hiệp hội Võ Thuật, e là người của bọn họ sắp đến rồi. Tôi sẽ ở dưới chờ các người, ha 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 ha. Diệp Vô Song phá lên cười rồi đột nhiên chạy thật nhanh. Bốp! Một tiếng động lớn vang lên, chỉ thấy Diệp Vô Song đụng đầu vào ngọn núi giả trong trang viên, lập tức chẳng còn hơi thở. Mọi người trên dưới nhà họ Diệp đều kinh ngạc đến ngây người. Mà lời Diệp Vô Song nói trước khi chết cũng khiến bọn họ lo lắng bất an. Trong mắt người của những gia tộc quyền thế hàng đầu ở đây, Hiệp hội Võ Thuật đã trở thành tồn tại khủng khiếp không thể địch nổi. Một bạo quân đã gần như tiêu diệt được cả nhà họ Diệp. Bây giờ tin tức hắn ta bị giết được Diệp Vô Song gửi tới Hiệp hội Võ Thuật. Lần này, người lại được chúng phái tới sẽ khủng khiếp tới mức nào? Bây giờ, dường như chỉ có người thanh niên thần bí khó lường kia có thể giúp nhà họ Diệp giải quyết nguy cơ. Nhất thời, mọi người đều nhìn Dương Thanh. Ngay cả Diệp Mạn cũng bất giác nhìn anh, nghiến răng nói mà không hề do dự, Dương Thanh, bây giờ cậu hãy rời khỏi nhà họ Diệp, dẫn theo Thanh Tâm tìm một nơi rồi thay tên đổi họ, mới có thể sống sót được. Diệp Mạn nói ra những lời này làm người nhà họ Diệp đều sửng sốt. Nếu Dương Thanh rời đi, vậy lúc người của Hiệp hội Võ Thuật tới, nhà họ Diệp sẽ phải đối mặt thế nào? Sợ rằng Diệp Mạn vừa lên làm chủ gia tộc sẽ phải nhận lấy cơn thịnh nộ của Hiệp hội Võ Thuật. Đến lúc đó, bà ta chỉ có một con đường chết. Điều này không giống với tính cách của Diệp Mạn. Dương Thanh cũng hơi bất ngờ. Anh biết Diệp Mạn đã thay đổi, nhưng không ngờ vào lúc này, bà ta lại suy nghĩ đến sự an toàn của mình và Tần Thanh Tâm trước. Bà chủ, cậu Thanh không thể rời đi được. Đúng vậy, bây giờ chỉ có cậu Thanh mới có thể cứu được nhà họ Diệp. Nếu cậu ấy đi thì nhà họ Diệp sẽ phải làm thế nào? Bà chủ sẽ thế nào? Cậu Thanh! Diệp Vô Hùng của nhà họ Diệp mong cậu có thể ở lại nhà họ Diệp. Diệp Tiêu Mỹ của nhà họ Diệp mong cậu Thanh ở lại nhà họ Diệp. Diệp Vô Đông của nhà họ Diệp cầu xin cậu Thanh ở lại nhà họ Diệp. Nhất thời, trên dưới nhà họ Diệp đều chân thành nhìn Dương Thanh, thỉnh cầu anh ở lại. Diệp Mạn vô cùng bi thương. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, bà ta chợt phát hiện ra mình cũng chẳng vui vẻ khi báo được thù, trái lại còn có cảm giác như mất đi thứ gì đó. Bà ta giành được vị trí chủ gia tộc như mong muốn, nhưng không thay đổi được sự thật là nhà họ Diệp sắp phải đối mặt với Hiệp hội Võ Thuật. Diệp Mạn đã nợ con gái hơn 20 năm. Lần này, bà ta chỉ muốn để con gái có thể được sống hạnh phúc, cho dù có phải chết cũng cam tâm tình nguyện. Tất cả câm miệng cho tôi. Diệp Mạn tức giận quát một tiếng, mắt đỏ hoe nói, tôi có thể hiểu được tâm trạng của mọi người. Nhưng lần này kẻ địch quá mạnh,
mạnh đến mức chúng ta không thể đối mặt được. Cho dù Dương Thanh lợi hại mấy đi nữa, cậu ấy cũng chỉ có một mình, sao có thể chống đỡ được rất nhiều cao thủ của Hiệp hội Võ thuật. Bây giờ, chỉ có rời khỏi nhà họ Diệp mới có cơ hội sống sót. Các vị hãy mang theo vật đáng giá và rời khỏi nhà họ Diệp với tốc độ nhanh nhất. Diệp Mạn cố nén đau khổ trong lòng, tuyên bố quyết định khiến bà ta vô cùng đau lòng. Còn muốn chạy à? Đã muộn rồi. Nào ngờ đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang vọng trong nhà họ Diệp. Ngay sau đó, từng cao thủ mặc đồng phục của Hiệp hội Võ thuật xuất hiện ở nhà họ Diệp. Người nhà họ Diệp đều run rẩy, vô cùng hoảng sợ. Đoàn quân cao thủ Hiệp hội Võ thuật tới nhanh như vậy sao? Uy danh của Kim Cương. Trong lúc người nhà họ Diệp đang hoảng sợ, từng cao thủ với khí thế đáng sợ đã lần lượt xuất hiện. 10 người. Cho dù số lượng người không nhiều nhưng quan trọng là khí thế trên người họ đều vô cùng đáng sợ. Cả nhà họ Diệp như bị bao phủ trong bầu không khí chết chóc. Khí thế trên thân kẻ dẫn đầu càng đáng sợ hơn. Ông ta đứng ở đó như một vị thần, trên người phát ra uy thế đáng sợ, trấn áp tất cả cao thủ của nhà họ Diệp. Lúc này, ông ta nhìn cơ thể cao to vạm vỡ đang nằm trên mặt đất, cũng chính là bạo quân bị tay súng mà Diệp Kế Tông bố trí bắn nhầm. Nhà họ Diệp thật to gan, dám bắn chết võ tướng của Hiệp hội Võ thuật. Tên dẫn đầu trợn mắt, lạnh lùng chất vấn. Sát khí đáng sợ như đào núi lấp biển ép về phía người nhà họ Diệp. Trông ông ta không vạm vỡ như bạo quân, chỉ cao 1m75, dáng người cũng rất cân đối. Nhưng dường như trong chính cơ thể cân đối này lại ẩn chứa một hơi thở mạnh mẽ trực chờ bùng phát cực kỳ khủng bố. Trong chuyện này có hiểu nhầm rất lớn, vẫn mong ông bớt giận. Diệp Mạn cố ép nỗi sợ hãi trong lòng xuống, bước lên và giả vờ bình tĩnh nói với tên dẫn đầu. Tên dẫn đầu lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói, nhà họ Diệp không còn ai nữa à? Lại để một người phụ nữ đứng ra nói chuyện với tôi. Trong lời nói của ông ta chỉ có sự bất mãn và vô cùng khinh miệt. Tôi là chủ gia tộc mới của nhà họ Diệp, Diệp Mạn. Diệp Mạn tự giới thiệu trước rồi hỏi tiếp, tôi còn chưa biết ông tên họ là gì. Tên dẫn đầu nhướng mày và cười lạnh nói, nhà họ Diệp quả nhiên không còn ai, không ngờ lại để một người phụ nữ làm chủ gia tộc. Tôi là Kim Cương, đứng hàng thứ ba trong Hiệp hội Võ thuật, tổng chi hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật ở khu Chiêu Châu. Cho dù Kim Cương rất xem thường bà ta nhưng vẫn tự báo tên họ. Mà ông ta vừa nói ra lời này, người nhà họ Diệp đều tuyệt vọng. Bọn họ đã từng được nghe danh của Kim Cương. Ở Yến Đô, đây quả thật là một cái tên cấm kỵ. Bởi vì ông ta là tổng chi hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật ở nước Chiêu Châu. Hiệp hội Võ thuật có các chi hội trải rộng ở các nơi trên thế giới. Mà Hiệp hội Võ thuật ở Yến Đô lại chỉ là chi hội ở nước Chiêu Châu. Chi hội Yến Đô còn được gọi là chi hội chính của khu Chiêu Châu, tổng chi hội trưởng là người đứng đầu quản lý chi hội ở các nơi trong Chiêu Châu. Cho nên có thể nói Kim Cương là cao thủ đứng đầu của Hiệp hội Võ thuật ở Yến Đô, cũng là người nắm quyền cao nhất của Hiệp hội Võ thuật ở Chiêu Châu. Không ngờ cao thủ có thân phận và địa vị như vậy lại đích thân tới nhà họ Diệp. Có thể tưởng tượng được người nhà Diệp tuyệt vọng tới mức nào. Diệp Mạn tái mặt, bà ta không thể nào ngờ được người tới lần này lại là Kim Cương. Có thể hôm nay chính là ngày tàn của nhà họ Diệp. Chi hội trưởng Kim, tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của bạo quân. Nhưng chuyện này thật sự là một hiểu nhầm, mong ông giơ cao đánh khẽ, tha cho nhà họ Diệp. Đương nhiên, cũng không thể bỏ qua chuyện này như vậy được. Nhà họ Diệp sẽ cố gắng hết sức bồi thường tổn thất cho Hiệp hội Võ thuật. Diệp Mạn im lặng thật lâu mới nghiêm mặt nói với vẻ cầu xin. Lúc này, bà ta không sợ chết nữa. Cho dù bà ta nhận được vị trí chủ gia tộc họ Diệp như ý nguyện, nhưng trên thực tế đó không phải mong muốn của bà ta. Bà ta chỉ muốn chứng minh với bố là mình không hề thua kém đàn ông nhà họ Diệp. Diệp Kế Tông ra lệnh giết người yêu của bà ta, làm con gái, bà ta không thể tự tay giết Diệp Kế Tông trả thù, chỉ có khống chế nhà họ Diệp mới có khả năng trả thù được. Bây giờ, nếu bà ta thành chủ gia tộc họ Diệp, vậy phải chuẩn bị tốt tâm lý sẽ hy sinh vì nhà họ Diệp bất cứ lúc nào. Bồi thường à? Kim Cương cười giễu cợt, võ tướng của Hiệp hội Võ thuật chết rồi, bà nói cho tôi biết, nhà họ Diệp có thể dùng cái gì để bồi thường? Cho dù là cả nhà họ Diệp cũng không thể nào đền được tính mạng võ tướng Hiệp hội Võ thuật. Sau tối nay, Yến Đô sẽ không còn nhà họ Diệp nữa.
Kim Cương lạnh lùng nói. Câu nói này đã tuyên án, thời gian nhà họ Diệp bị hủy diệt đang đếm ngược từng giây từng phút. Ông Kim, mặt Diệp Mạn biến sắc, vẫn còn muốn tiếp tục cầu xin. Bà không hiểu tôi nói gì sao? Kim Cương khẽ nhướng lên, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, sau đó đảo mắt nhìn quanh và lạnh lùng nói, ai là Dương Thanh? Có thể lăn ra đây chịu chết được rồi đấy. Mọi người nghe Kim Cương nói vậy thì nhất thời nhìn sang Dương Thanh. Quả nhiên, Kim Cương tới là nhằm vào Dương Thanh, chỉ tiện thể phá hủy luôn nhà họ Diệp. Bịch! Đúng lúc này, Diệp Mạn chợt quỳ xuống và cầu xin, ông Kim, cầu xin ông hãy tha cho nhà họ Diệp. Dương Thanh sắp bị lộ, lúc này trong lòng bà ta vô cùng hoảng loạn. Cả đời này, trong lòng bà ta chỉ có thù hận mà quên mất tình yêu với con gái. Cho đến lúc bị Bạo Quân định đoạt sống chết, bà ta mới hiểu điều mình thật sự muốn là người trong nhà Hòa Thuận. Chồng đã chết, trên đời chỉ có con gái, bà ta không đành lòng để con gái còn quá trẻ đã phải mất chồng như mình. Chủ gia tộc, người nhà họ Diệp thấy thế, đều xúc động kêu lên. Cao thủ nhà họ Diệp cũng bước tới, nhìn chằm chằm vào cao thủ hiệp hội võ thuật. Cho dù bọn họ không địch lại nhưng vẫn không lùi bước. Tất cả lùi lại cho tôi. Diệp Mạn tức giận quát, lúc này, cao thủ nhà họ Diệp mới nghiến răng lùi lại. Kim Cương có phần hứng thú khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ông ta lạnh lùng híp mắt nói, tôi muốn nhà họ Diệp bị hủy diệt vào tối nay thì chỉ có thể bị hủy diệt vào tối nay. Đúng lúc này, Diệp Mạn vốn đang quỳ xuống xin tha, chợt nhào qua ôm lấy chân của Kim Cương và hét to, Dương Thanh, chạy mau. Cảnh tượng này đã kích thích sâu tận đáy tim Dương Thanh. Cho dù Diệp Mạn đã thay đổi rất lớn, thậm chí vừa quỳ xuống cầu xin Kim Cương tha cho nhà họ Diệp, vẫn không thể hoàn toàn thay đổi được hình tượng của bà ta trong lòng Dương Thanh. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Mạn lại ôm lấy chân Kim Cương và bảo anh chạy mau. Bà muốn chết. Ánh mắt Kim Cương lóe lên sự lạnh lẽo và ý định giết người. Ông ta chợt đạp mạnh một chân còn lại về phía đầu Diệp Mạn. Bà ta chỉ cảm giác được một luồng khí đáng sợ ép về phía đầu mình. Giờ phút này, trong ánh mắt bà ta hoàn toàn không có sợ hãi, chỉ có sự kiên định muốn giữ chặt lấy Kim Cương. Bịch! Khi chân của ông ta sắp rơi xuống đầu của Diệp Mạn, trong thời khắc chỉ mảnh treo chuông này, một bóng người lập tức lao tới. Một giây tiếp theo, Kim Cương chợt lùi lại 5-6 bước. Cảnh tượng này làm mọi người ở đó chấn động, ai nấy đều ngơ ngác nhìn bóng người thanh niên kia. Diệp Mạn vẫn còn sợ hãi. Khi bà ta phát hiện mình còn sống, Dương Thanh đang chắn trước mặt mình, hai mắt bà ta chợt đẫm lệ. Tôi đã từng nói, tối nay mọi chuyện đều tùy bà, tôi chỉ có một nhiệm vụ là bảo vệ tính mạng của bà. Một giọng nói kiên định lại ngang tàng vọng ra từ bóng người nhìn như gầy gò, lại vô cùng cao lớn kia. Có hài lòng không? Lần đầu tiên Diệp Mạn cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ người nhà. Dù Dương Thanh vẫn chưa tiếp nhận người mẹ vợ là bà ta, nhưng chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi tối nay, anh đã cứu bà ta những hai lần. Bà ta chỉ thấy cực kỳ tức cười. Bà ta sống ở nhà họ Diệp hơn 20 năm, cuối cùng người nhà họ Diệp lại muốn dồn bà ta vào chỗ chết. Đến cả bố ruột cũng thờ ơ nhìn bà ta bị giết. Ngược lại Tần Thanh Tâm, đứa con gái bà ta chưa nuôi được ngày nào chỉ vì một cuộc điện thoại của bà ta đã bảo Dương Thanh tới nhà họ Diệp. Lúc này, Dương Thanh đứng chắn trước người bà ta. Lời nói của anh khiến bà ta òa khóc. Anh Thanh, để em đối phó tên khốn này. Mã Siêu bỗng bước tới đứng cạnh Dương Thanh, nhìn chằm chằm Kim Cương, trầm giọng nói. Dương Thanh lắc đầu, cậu không phải đối thủ của ông ta. Một câu nói đủ để Mã Siêu biết chênh lệch giữa mình và đối phương rất lớn, biết ý lùi về sau mấy bước. Ánh mắt của Kim Cương cực kỳ đáng sợ. Ông ta giữ tợn nhìn chằm chằm Dương Thanh. Nhóc con, rốt cuộc cậu là ai? Một lúc lâu sau, ông ta mới lên tiếng hỏi. Tốc độ và sức mạnh Dương Thanh vừa thể hiện ra khiến ông ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Ông ta là cao thủ xếp thứ ba của Hiệp hội Võ thuật, thực lực mạnh mẽ không thể hoài nghi. Ông ta muốn giết người lại bị một thằng nhóc chưa tới 30 một đòn đánh lui. Nếu nói Dương Thanh không có thân phận gì đặc biệt, ông ta tuyệt đối không tin. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ông có chắc muốn đánh một trận với tôi không? Dương Thanh bình tĩnh đứng chắp tay nhìn Kim Cương. Anh đứng đó như bậc vương giả của thế giới này, khí thế ngạo nghễ. Người nhà họ Diệp đều sùng bái nhìn Dương Thanh. Lúc trước Dương Thanh muốn đối phó nhà họ Diệp. Bọn họ đều chán ghét anh,
chỉ hận không thể đập chết anh ngay lập tức. Bây giờ Dương Thanh lại cứu nhà họ Diệp, bọn họ nhìn thế nào cũng thấy anh rất thuận mắt. Trong mắt Diệp Mạn tràn đầy vẻ khó tin, bà ta vốn tưởng Dương Thanh đối đầu hiệp hội võ thuật sẽ chỉ còn một con đường chết. Thế nhưng khi Kim Cương định giết bà ta, Dương Thanh lại có thể cứu bà ta khỏi tay Kim Cương. Với những cao thủ có thực lực như Kim Cương, giết người dễ hơn cứu người rất nhiều. Vậy mà Dương Thanh vẫn cứu bà ta ra. Điều này đã đủ để phân cao thấp. Diệp Mạn chợt trở nên kích động, nếu Dương Thanh thực sự có thể đánh bại Kim Cương, chẳng phải thực lực của Dương Thanh đã đủ để chèn ép hiệp hội võ thuật rồi sao? Đến cả thân phận cậu cũng không dám tiết lộ sao? Kim Cương cười híp mắt nói. Hiện giờ sát khí trên người ông ta đã hoàn toàn biến mất, trên mặt còn mang theo ý cười. Ông ta được làm tổng chi hội trưởng khu Chiêu Châu của hiệp hội võ thuật không chỉ vì thực lực mạnh mẽ. Nếu không có mưu trí, dù có mạnh đến đâu cũng không có khả năng đảm nhiệm chức vụ này. Hai người vẫn chưa chính thức giao đấu nhưng ông ta đã cảm thấy sự nguy hiểm Dương Thanh đem tới. Ông ta có ảo giác, nếu hai người quyết đấu sinh tử, kẻ chết cuối cùng chỉ có thể là mình. Hơn nữa Dương Thanh còn có thân phận đáng gờm, dù ông ta có khả năng giết được Dương Thanh, ông ta dám giết sao? Con rơi của gia tộc Vũ Văn, Dương Thanh. Sau một hồi do dự, anh bỗng lên tiếng đáp. Ai cũng biết thân phận này của anh, dù anh không chịu nói. Kim Cương cũng có thể dễ dàng tra ra được. Thông qua thân phận này, nhất định Kim Cương có thể đoán ra chút ít. Quả nhiên, sắc mặt Kim Cương lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Một đứa con rơi bình thường của gia tộc Vũ Văn không thể có thực lực kinh người như vậy được. Dương Thanh đã nói mình là con rơi của gia tộc Vũ Văn, có nghĩa là mọi thứ anh có đều dựa vào chính mình đạt được. Kim Cương cảm thấy một luồng khí thế cứng rắn từ trên người Dương Thanh và Mã Siêu. Chỉ người được tôi luyện trong chiến tranh mới có được sức mạnh khủng bố như vậy. Ha ha, gia tộc Vũ Văn đúng là một lũ ngốc. Chắc là bọn họ đều đã tiếc nứt ruột rồi nhỉ. Kim Cương cười nói, phất tay ra lệnh, về hết đi. Ông ta vừa dứt lời, các cao thủ của Hiệp hội Võ thuật đang bao vây Dương Thanh và Mã Siêu đều lập tức trở lại sau lưng ông ta. Người nhà họ Diệp đều nghi hoặc, chẳng lẽ Kim Cương muốn rút lui sao? Dương Thanh! Tôi kính trọng cậu là người hùng đi ra từ nơi đó, có thể không so đo chuyện hôm nay với cậu. Kim Cương bỗng nhiên nói, mày kiếm dương lên, giọng điệu lạnh lùng, nhưng lần này, hiệp hội võ thuật của tôi tổn thất một vị võ tướng, còn mất một ông tám. Nếu tôi cứ bỏ về như vậy chẳng phải là khiến các anh em trong hiệp hội chạnh lòng hay sao? Ông muốn thế nào, ánh mắt Dương Thanh vẫn rất bình tĩnh. Tôi muốn có lời giải thích rõ ràng, thế này không quá đáng chứ, Kim Cương hỏi. Dương Thanh quay lại nói với Diệp Mạn, giao Diệp Vô Song cho họ đi. Nghe vậy, Diệp Mạn ngơ ngác không hiểu, đám người nhà họ Diệp cũng nghi hoặc nhìn anh. Diệp Mạn nhanh chóng lấy hiểu ra, vội vàng sai người mang thi thể của Diệp Vô Song tới trước mặt Kim Cương. Kim Cương nhíu mày hỏi, cậu có ý gì? Ông chín của Hiệp hội Võ thuật chủ động tới hội võ Giang Bình quyết đấu sinh tử với tôi, bị tôi lấy mạng trên sàn đấu. Chuyện này hẳn là không thể trách tôi chứ? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Kim Cương gật đầu đáp, chuyện này vốn là sai lầm của Ngưu Căn Huy, chưa được phép đã tự tiện tới tham gia hội võ Giang Bình, chết cũng là tự làm tự chịu. Dương Thanh cũng gật đầu nói tiếp, còn về ông Tám, tôi với ông ta không thù không oán. Chính vì thi thể dưới chân ông báo cho ông Tám biết vị trí của tôi. Ông ta chặn tôi trên đường tôi rời khỏi nhà họ Diệp, tuyên bố muốn giết tôi để trả thù cho ông Chín. Chuyện này vẫn không hề liên quan gì đến tôi, ông đồng ý chứ? Nghe vậy, chân mày Kim Cương nhíu chặt lại. Nếu lời Dương Thanh nói là thật, vậy thì không thể trách anh. Người của Hiệp hội Võ thuật chủ động khiêu khích trước, chỉ là tài nghệ thua kém nên bị giết mà thôi. Lữ Mông chủ động khiêu khích, bị giết cũng chỉ có thể trách tài không bằng người. Chuyện này cũng không liên quan tới cậu, Kim Cương lại nói. Còn về Bạo Quân... Cũng vẫn là thi thể dưới chân ông mật báo cho ông ta. Bạo Quân muốn giết anh em của tôi nên tôi chỉ đành giết ông ta. Dương Thanh vẫn thản nhiên như đang nói một chuyện nhỏ nhặt. Lời nói của anh khiến Kim Cương không cách nào phản bác. Lời giải thích mà ông ta cần chính là muốn Dương Thanh giải trình rõ ràng chuyện anh liên tục lấy mạng ba cao thủ của Hiệp hội Võ thuật. Bây giờ nghe ra, mỗi người đều là chủ động tìm chết, muốn truy cứu cũng không trách được Dương Thanh. Về những chuyện xảy ra trong tối nay, tôi rất lấy làm tiếc.
bây giờ kẻ cầm đầu đã đền mạng, không biết lời giải thích này có làm Tổng chi hội trưởng Kim hài lòng hay không, Dương Thanh lại hỏi tiếp. Chết là hết. Sắc mặt Kim Cương cực kỳ khó coi, nhưng cũng hiểu Dương Thanh đang cho ông ta cơ hội giảng hòa. Ông ta đã đoán được phân nửa thân phận của Dương Thanh. Nói là phân nửa bởi Kim Cương chỉ có thể đoán được Dương Thanh xuất thân từ quân đội bí mật của Chiêu Châu, còn nắm quyền rất lớn. Còn về thân phận thực sự của anh, ông ta đoán không ra. Nơi đó mới thực sự là cao thủ nhiều như mây. Dương Thanh trẻ như vậy đã có thực lực mạnh mẽ cũng không kỳ lạ chút nào. Nếu muốn liều mạng đấu với Dương Thanh, Hiệp hội Võ thuật sẽ phải đối mặt với toàn bộ đất nước Chiêu Châu. Ông ta không gánh nổi tội danh này. Tuy cậu Thanh nói không sai, nhưng dù sao Hiệp hội Võ thuật vẫn tổn thất 3 cao thủ. Nếu dễ dàng bỏ qua như vậy, tôi thực sự không thể ăn nói với anh em trong Hiệp hội được. Tôi sẽ tiếp tục điều tra rõ chuyện này. Nếu phát hiện không giống lời cậu nói, đừng trách tôi không khách sáo. Kim Cương híp mắt nói. Nhìn như uy hiếp, kỳ thực cũng đang nhún nhường. Dương Thanh nhìn ra được, cười đáp, ông cứ điều tra đi. Nếu trách nhiệm thực sự thuộc về tôi cho ông toàn quyền xử lý. Chúng ta đi. Kim Cương vung tay dẫn người rời đi. Đến khi người của Hiệp hội Võ thuật đều đi hết, đám người nhà họ Diệp mới bình tĩnh lại, khó tin nói, người của Hiệp hội Võ thuật cứ đi như vậy sao? Ha ha, nhà họ Diệp được cứu rồi. Đây là nhờ công của cậu Thanh, cảm ơn cậu Thanh đã cứu nhà họ Diệp chúng tôi. Cảm ơn cậu Thanh đã cứu nhà họ Diệp. Ngay sau đó, từng người kích động hô to. Đối với bọn họ, nhiều cao thủ của Hiệp hội Võ thuật tới như vậy mà không bị làm sao chính là một kỳ tích. Lúc này, trong một căn biệt thự xa hoa của trang viên nhà họ Diệp, một bóng người già nua lẻ loi đứng bên cửa sổ, vui mừng nhìn đám người nhà họ Diệp đang tụ tập ở bên dưới. Ông nội, trời lạnh rồi, ông phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Chợt một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước tới choàng áo khoác lên người Diệp Kế Tông. Tiêu Điệp, liệu có phải ông nội đã làm sai rồi không? Diệp Kế Tông bỗng quay lại, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Điệp. Diệp Tiêu Điệp hơi e ngại, do dự một lúc vẫn cố nén sợ hãi khẽ gật đầu, ông nội chỉ làm sai một việc, chính là xem thường Dương Thanh. Nghe vậy, Diệp Kế Tông cười khổ đáp, đúng vậy, quả thực ông đã khinh thường cậu ta. Nhưng nếu không có chuyện ngày hôm nay, nào ai dám tin một chàng trai hơn 20 tuổi có thể đánh lui Kim Cương của Hiệp hội Võ thuật. Dứt lời, lão ta chợt nghĩ tới gì đó, lại hỏi, có phải cháu biết chuyện gì về Dương Thanh rồi không? Lúc lão ta có ý muốn đối phó Dương Thanh, Diệp Tiêu Điệp từng hết lời ngăn cản, còn nói Dương Thanh là cao thủ có thực lực rất khủng bố, nếu đắc tội anh nhà họ Diệp sẽ bị hủy diệt. Thế nhưng Diệp Kế Tông lại chẳng thèm để tâm đến lời cô ta nói. Thấy vẻ mặt chờ mong của Diệp Kế Tông, Diệp Tiêu Điệp có chút không đành lòng, gật đầu từ từ kể lại chuyện xảy ra ở trên đảo từ một năm trước. Sau khi cô ta kể xong câu chuyện thần kỳ như giấc mộng kia, Diệp Kế Tông mới tỉnh ngộ. Ánh mắt tràn đầy kinh hãi, mãi mới lấy lại tinh thần. Thì ra cậu ấy vốn không phải người cùng thế giới với chúng ta. Đừng nói là nhà họ Diệp, chỉ e 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô hợp sức cũng không làm gì được cậu ấy. Lần này ông đã nhìn lầm người, ông sai rồi. Ông sai thật rồi. Diệp Kế Tông kinh hoàng cảm thán, dứt lời liền phun ra một ngụm máu, mặt mũi tái nhợt. Ông nội, ông nội. Diệp Tiêu Điệp hoảng sợ bật khóc. La lên, bác sĩ đâu? Mau tới xem ông nội tôi. Ông sắp không xong rồi. Bác sĩ riêng của nhà họ Diệp nhanh chóng chạy tới cấp cứu. Nửa tiếng sau, bác sĩ buồn bã ra khỏi phòng, nói với người nhà họ Diệp, xin lỗi mọi người, tôi đã cố hết sức nhưng ông chủ Diệp vẫn không qua khỏi. Câu nói này chính là lời tuyên bố cái chết của Diệp Kế Tông. Bố ơi! Diệp Mạn nghẹn ngào gào lên. Lẽ ra nghe tin Diệp Kế Tông chết, bà ta nên vui mừng mới phải, thế nhưng bà ta lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Bà ta có hận Diệp Kế Tông tới mức nào, lão ta vẫn là bố ruột của bà ta. Có thể nói cái chết của lão ta có quan hệ rất lớn với Diệp Mạn. Trong lúc nhà họ Diệp chìm trong tang thương, Dương Thanh và Mã Siêu đã rời đi. Trên đường về khách sạn, Mã Siêu nghi hoặc hỏi, anh Thanh, tuy Kim Cương của Hiệp hội Võ thuật kia rất mạnh nhưng cũng không phải là đối thủ của anh. Sao anh lại, nói đến đây, Mã Siêu chợt ngừng lại. Cậu muốn hỏi tại sao tôi lại nhún nhường với ông ta, tại sao không giết ông ta luôn đúng không, Dương Thanh hỏi. Mã Siêu gật đầu.
Trong hiệp hội võ thuật, thực lực của Kim Cương chỉ đứng thứ ba. Cậu có từng nghĩ tới, hai người đứng trước mạnh đến mức nào không? Tôi chỉ không muốn làm lớn chuyện. Nếu thực sự giết Kim Cương, chỉ e người bên cạnh tôi sẽ gặp phiền toái rất lớn. Cao thủ như Kim Cương rất khó phòng bị, biết có biết giãn. Chẳng phải tránh những phiền phức không cần thiết sẽ tốt hơn sao? Dương Thanh cười nói. Nghe vậy, Mã Siêu lắc đầu cười, anh Thanh thay đổi rồi, thế này chẳng giống anh chút nào. Dương Thanh cũng cảm thán, chậm rãi lên tiếng, không phải tôi thay đổi, mà là hiện giờ có nhiều ràng buộc hơn lúc ở biên giới phía Bắc. Tôi không muốn liên lụy đến người vô tội. Chiếc xe lao vút trên đường, khi đến khách sạn đã là rạng sáng. Dương Thanh nhắn tin cho Tần Thanh Tâm báo tin bình an về tới khách sạn rồi. Tần Thanh Tâm gọi video tới. Sau khi xác nhận Dương Thanh không bị thương, cô mới yên lòng. Chồng ơi, anh không sao là tốt rồi. Cảm ơn anh, Tần Thanh Tâm cảm động nói. Dương Thanh cười đáp, em là vợ anh làm gì vì em cũng là chuyện đương nhiên. Sau vài câu chuyện phiếm, Dương Thanh bỗng nghiêm mặt nói, Tâm à, chủ nhà họ Diệp vừa qua đời. Dù thế nào Diệp Kế Tông cũng là ông ngoại của Tần Thanh Tâm, cô nên được biết chuyện này. Nghe vậy, Tần Thanh Tâm lập tức im bặt, trên mặt hiện lên sự đau lòng. Ngày mai em tới Yến Đô đi, coi như đến đưa tiễn ông ấy. Dương Thanh bỗng nhiên nói, mặc kệ khi còn sống ông ấy đã làm chuyện gì, chết là hết. Mọi hận thù coi như chấm dứt đi. Được, sáng mai em sẽ tới Yến Đô, Tần Thanh Tâm đỏ hoe mắt đáp. Kẻ muốn tìm đường chết. Ngày hôm sau, một chiếc máy bay Boeing 747 từ tỉnh Giang Bình chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế Yến Đô. Tần Thanh Tâm mặc toàn đồ đen đi ra khỏi sân bay. Bởi vì cô quá xinh đẹp, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người xung quanh. Tần Thanh Tâm chỉ đi thẳng về phía trước, trong mắt tràn đầy đau thương. Hiện giờ tâm trạng của cô đang rất tệ, không thèm để ý tới ánh mắt của người khác. Anh Tùng nhìn kìa, cô nàng kia thật xinh đẹp. Tôi phải cho 99 phần 100 điểm. Một người trẻ tuổi mỏ nhọn mà top ở khu vực tiếp đón kích động nói. Nghe vậy, một người thanh niên ăn mặc sang trọng vô thức nhìn về phía Tần Thanh Tâm. Chỉ một cái liếc mắt đã rung động, anh ta híp mắt cười xấu xa, mắt của cậu tinh thật đấy. Mỹ nữ cực phẩm như vậy cũng tìm ra được. Ha ha, lâu ngày đi theo anh Tùng, mắt nhìn người của tôi chuẩn hơn rất nhiều. Người trẻ tuổi mỏ nhọn mà top vội vàng đáp. Tần Thanh Tâm không biết hai người đàn ông trẻ tuổi đứng cách đó không xa bàn luận về cô xong đã bắt đầu tới gần. Chào người đẹp, tôi là Lâm Tùng của nhà họ Lâm ở Yến Đô, cũng là tổng giám đốc của công ty giải trí Kỳ Thích. Người trẻ tuổi mặc đồ sang trọng chặn đường Tần Thanh Tâm, tự giới thiệu một lượt rồi giới thiệu cả người xấu xí bên cạnh, cậu ta là Vương Ba, người săn tìm minh tinh cho công ty chúng tôi, phụ trách phát triển nghệ sĩ có tiềm lực. Đột nhiên bị hai con ruồi cản đường. Tần Thanh Tâm rất bực bội, nhưng cũng biết Yến Đô là trung tâm của quyền lực, tùy tiện đụng phải một người ở trên đường cũng có thể là ông lớn nào đó của gia tộc quyền quý. Xin lỗi, tôi đang rất vội, xin nhường đường. Tần Thanh Tâm lạnh lùng lên tiếng, người đẹp đừng vội, cô muốn đi đâu để lát nữa chúng tôi đưa cô đi. Nói thật lòng, cả gương mặt và dáng người của cô đều rất hoàn mỹ, vô cùng phù hợp trở thành thần tượng. Có công ty giải trí Kỳ Thích nâng đỡ. Chưa đầy nửa năm chắc chắn có thể đưa cô trở thành minh tinh nổi tiếng trong nước, trong vòng một năm sẽ giúp cô trở thành nghệ sĩ lớn. Vương Ba vẽ ra một tương lai rộng mở. Lâm Tùng đứng bên cạnh cong môi nở nụ cười tự tin. Phải rồi, nhất định cô vẫn chưa biết, anh ấy là cậu chủ của nhà họ Lâm, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Chỉ cần một câu của anh ấy đủ để nâng đỡ cô thành minh tinh hot nhất. Người đẹp, chắc hẳn cô đã vui mừng đến điên rồi nhỉ. Vui mừng là đúng rồi. Đợi đến khi cô gia nhập công ty giải trí Kỳ Thích của chúng tôi, toàn bộ tài nguyên đều sẽ thuộc về cô. Vương Ba vẫn đang thao thao bất tuyệt. Lâm Tùng cũng không tin có người phụ nữ nào cự tuyệt được cám dỗ lớn như vậy. Anh ta đã dùng thủ đoạn này rất nhiều lần. Bề ngoài Vương Ba là người săn tìm minh tinh cho công ty giải trí Kỳ Thích nhưng thực chất chính là đang giúp Lâm Tùng vơ vét các người đẹp cực phẩm. Những lời vừa rồi đều là lừa gạt. Hơn nữa lần nào cũng có tác dụng. Đầu tiên dụ dỗ người phụ nữ bị họ nhìn chúng ký kết hợp đồng bồi dưỡng nghệ sĩ với bọn họ, sau đó lại uy hiếp chỉ có thể lên giường với Lâm Tùng mới được bồi dưỡng trọng điểm. Bao nhiêu năm qua, số phụ nữ bị Lâm Tùng chà đạp không đến trăm cũng phải mấy chục người.
Xin lỗi, tôi không muốn trở thành minh tinh gì cả. Tần Thanh Tâm khó chịu đáp, nếu đối phương không phải là người nhà họ Lâm, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, sợ làm lớn chuyện thì cô đã tát cho phát rồi. Người đẹp không chịu nể mặt anh Tùng sao? Vương Ba lập tức giữ tợn nói, không dụ dỗ được chỉ có thể uy hiếp. Quả nhiên, Tần Thanh Tâm bị hù dọa, sắc mặt tái nhợt hỏi, các anh muốn làm gì? Người đẹp, tôi đã nói rất rõ ràng, anh ấy là cậu chủ nhà họ Lâm. Cô có thể không nể mặt tôi nhưng không thể không nể mặt anh Tùng, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chắc cô cũng hiểu rõ. Vương Ba dọa dẫm, nhà họ Lâm là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, cô không đắc tội nổi đâu. Vương Ba, cậu đừng hù dọa người đẹp. Rốt cuộc Lâm Tùng cũng chịu mở miệng, anh ta cười híp mắt nhìn Tần Thanh Tâm, thế này đi, nếu cô không có hứng thú làm minh tinh, chúng ta làm bạn được không? Tần Thanh Tâm do dự, nghĩ tới Dương Thanh đang ở gần đây không khỏi lo lắng. Đối phương là người nhà họ Lâm, nếu Dương Thanh nhìn thấy chắc chắn sẽ không tha cho hai người này. Lỡ như đắc tội nhà họ Lâm, Dương Thanh sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Tôi thực sự không rảnh làm bạn với các anh. Nếu các anh còn làm phiền, tôi sẽ gọi bảo vệ, Tần Thanh Tâm chỉ có thể dùng bảo vệ để uy hiếp. Người đẹp không thèm nể mặt tôi chút nào sao? Lâm Tùng vừa mới tươi cười thân thiện đã xa sầm mặt, nheo mắt nói. Gọi bảo vệ, cô gọi đi, nhà họ Lâm còn có cổ phần trong sân bay quốc tế Yến Đô đấy. Cô có gọi rách hỏng cũng không có ai giúp đâu, Vương Ba cười lạnh nói. Vương Ba, đưa người đẹp đi uống cà phê trước đi. Lâm Tùng ngang ngược ra lệnh. Ha ha, vâng thưa anh Tùng. Vương Ba cười híp mắt đáp rồi nắm lấy cánh tay của Tần Thanh Tâm. Bốp! Đúng lúc này, một cánh tay vạm vỡ giữ chặt cổ tay của Vương Ba. Thằng danh dám xen vào chuyện của người khác sao? Sắc mặt Vương Ba lập tức biến đổi. Lâm Tùng cũng nhíu mày nói, danh con, nếu không muốn chết thì xéo đi. Muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt Lâm Tùng này chính là tự tìm đường chết. Chồng! Cuối cùng Tần Thanh Tâm cũng phản ứng lại, thấy Dương Thanh tới liền mừng rỡ hô lên. Nghe thấy Tần Thanh Tâm gọi Dương Thanh là chồng. Sắc mặt của Lâm Tùng và Vương Ba đều tối sầm. Thì ra là vợ của mày. Lâm Tùng hơi híp mắt lại, danh con, tao thích vợ mày. Ra giá đi, đêm nay cô ta phải là của tao. Cút! Dương Thanh quát lớn, bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Vương Ba cũng dồn sức. Răng rắc! Cổ tay Vương Ba lập tức bị bẻ cong 90 độ. Á! Ngay sau đó, Vương Ba kêu gào thảm thiết. Danh con, mày muốn chết hả? Lâm Tùng nổi giận giống lên một tiếng. Không ngờ ở sân bay quốc tế Yến Đô lại có người dám đánh người của anh ta. Lúc này, ánh mắt của Dương Thanh rất đáng sợ. Lâm Tùng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Thằng danh kia, tao là người nhà họ Lâm trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Nếu mày động đến tao, nhà họ Lâm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày. Lâm Tùng vừa lùi về phía sau vừa mạnh miệng uy hiếp. Nhà họ Lâm là cái thá gì? Dương Thanh cười nhạo một tiếng, dám động tới vợ của tao, chết chưa hết tội. Dứt lời, anh vung tay tát một cái. Bốp! Tiếng bạt tai vang dội, Lâm Tùng bị tát bay ra ngoài. Chẳng có ý tốt. Dương Thanh ra tay quá đột ngột, Tần Thanh Tâm chưa kịp phản ứng lại. Đến khi tay của Vương Ba bị bẻ gãy, Lâm Tùng bị tát bay ra ngoài, cô mới lấy lại tinh thần, lập tức hoảng hốt. Mọi người xung quanh kéo tới vây xem cũng sợ ngây người. Vừa rồi Lâm Tùng đã tự khoe thân phận, anh ta là cậu chủ của nhà họ Lâm trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Đánh anh ta chính là tự tìm đường chết. Chồng ơi, sao anh lại đánh người rồi? Tần Thanh hoảng loạn hỏi. Dù cô biết Dương Thanh là tướng quân của biên giới phía Bắc, cũng biết anh vốn là người của gia tộc Vũ Văn. Thế nhưng Dương Thanh đã rời khỏi biên giới phía Bắc, nhiều năm trước đó cũng đã bị trục xuất khỏi gia tộc Vũ Văn. Hiện giờ anh chỉ có một thân phận duy nhất. Chính là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh. Thân phận này không thể bằng người của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Dương Thanh đánh bay Lâm Tùng trước mặt mọi người, còn ở ngay trên đất Yến Đô, chẳng phải đang đâm đầu vào chỗ chết sao? Dương Thanh nắm lấy tay Tần Thanh Tâm, dịu dàng cười nói, yên tâm đi, anh làm việc có chừng mực. Trông thấy gương mặt nghiêm túc của anh, nỗi sợ hãi trong lòng Tần Thanh Tâm nhanh chóng tan biến. Chết tiệt, sao mày dám đánh tao? Tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu. Lâm Tùng bò dậy khỏi mặt đất cách đó mấy mét, dữ tợn nhìn Dương Thanh gầm lên.
Dương Thanh không thèm nhìn anh ta, dứt khoát nắm tay Tần Thanh Tâm rời đi. Mày dám ngó lơ tao sao? Lâm Tùng ở phía sau khó tin nói. Cậu chủ nhà họ Lâm bị người ta đánh, còn bị ngó lơ, đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất của anh ta. Lúc này, Dương Thanh đã đưa Tần Thanh Tâm về nhà họ Diệp. Chồng ơi, anh có chắc là không sao không đấy? Ở trên xe, Tần Thanh Tâm vẫn chưa yên lòng. Dương Thanh bình tĩnh nói với cô, có một số việc anh không biết phải nói với em thế nào. Nhưng em chỉ cần biết, đối với anh, tám gia tộc đứng đầu Yến Đô chẳng là cái thá gì. Tần Thanh Tâm run lên, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Cô cứ nghĩ mình đã hiểu rõ anh rồi, bây giờ nghe anh nói vậy lại có cảm giác không thể nhìn thấu anh. Tiêu Tiêu đâu rồi? Dương Thanh bỗng nói sang chuyện khác. Lúc em ra ngoài con bé vẫn đang ngủ. Hôm nay bố và Y Y đều nghỉ ở nhà, định đưa con bé đi sở thú chơi, Tần Thanh Tâm nói. Dương Thanh nở nụ cười khổ. Tối qua lúc gọi video với Tiêu Tiêu, anh đã hứa sáng nay sẽ về nhà đưa cô bé đi sở thú. Nào ngờ Diệp Kế Tông đột nhiên chết vì bạo bệnh, không thể cứu chữa. Chỉ e lúc con bé tỉnh dậy sẽ khóc rất lâu. Dương Thanh bất lực nói. Trên đường đi, Dương Thanh cố gắng không nhắc tới chuyện của nhà họ Diệp, chỉ kể cho Tần Thanh Tâm nghe một vài chuyện vui, để cô thả lỏng tâm tình. Đây là lần đầu tiên Tần Thanh Tâm tới nhà họ Diệp, lại còn là tham dự tang lễ của ông ngoại ruột. Cô không chỉ đau buồn mà còn rất căng thẳng. Quả nhiên, trên đường đi nghe Dương Thanh không ngừng nói tới chuyện khác nên lúc tới nhà họ Diệp, cô đã bớt căng thẳng hơn nhiều. Khắp nơi trong nhà họ Diệp đều là vải trắng xóa, không khí tang tóc bao trùm. Chúng ta vào thôi. Dương Thanh dẫn Tần Thanh Tâm đi thẳng vào trang viên nhà họ Diệp. Diệp Mạn vừa nhìn thấy cô đã bật khóc nức nở, không kìm lòng được lao tới ôm chặt cô. Tâm à, mẹ xin lỗi con. Xin lỗi con rất nhiều. Diệp Mạn khóc giống lên. Ở trước mặt con gái, người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ này không thể kiểm soát cảm xúc nổi nữa. Bà ta căm hận Diệp Kế Tông suốt mấy chục năm nay, thế nhưng lão ta cũng là bố ruột của bà ta. Tuy bác sĩ nói Diệp Kế Tông chết vì bạo bệnh nhưng Diệp Mạn biết rõ, nếu không vì bà ta ép Diệp Kế Tông rút khỏi vị trí chủ gia tộc, bệnh tình của lão ta sẽ không nặng thêm, cuối cùng qua đời. Bà ta cũng biết, dù được lựa chọn lại, bà ta cũng sẽ không hối hận. Bởi vì người đàn ông bà ta yêu nhất đời này đã bị Diệp Kế Tông hạ lệnh giết chết. Kỳ thực, người đau khổ nhất chính là Diệp Mạn. Chuyện xảy ra trong mấy ngày nay khiến bà ta tỉnh ngộ, hiện giờ chỉ có con gái mới là người quan trọng nhất với bà ta. Tần Thanh Tâm có thể cảm nhận được sự chân thành từ Diệp Mạn, và nỗi đau trong lòng mình hiện giờ. Cô cũng kích động ôm chặt Diệp Mạn khóc lớn. Người nhà họ Diệp thấy vậy cũng lặng lẽ rơi nước mắt, không khí tràn đầy đau thương. Chủ nhà họ Lâm đời trước, Lâm báo tới phúng viếng. Đúng lúc này, người giúp việc bỗng thông báo có khách tới viếng. Nghe thấy tên của Lâm báo, người nhà họ Diệp vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Lâm báo và Diệp Kế Tông là người cùng thời, chỉ là từ lâu Lâm báo đã truyền lại vị trí chủ gia tộc, thảnh thơi hưởng thụ thú vui điền viên. Trông Lâm báo khoảng chừng 80 tuổi. Lão ta chống gậy, được một người trẻ tuổi đỡ vào. Dương Thanh ngạc nhiên phát hiện, người đó chính là Lâm Tùng. Chính là người nhà họ Lâm có ý đồ động tay động chân với Tần Thanh Tâm ở sân bay quốc tế Yến Đô lúc trước. Xem ra địa vị của anh ta trong nhà họ Lâm rất cao, nếu không sao có thể được đi theo Lâm báo tới đây phúng viếng. Tần Thanh Tâm vừa mới ổn định cảm xúc cũng nhìn thấy Lâm Tùng, sợ hãi vô thức nắm chặt tay Dương Thanh. Anh nhẹ nhàng vỗ về tay cô. Ý bảo cô yên tâm. Lâm Tùng vẫn chưa nhìn thấy Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Anh ta đang cẩn thận đỡ Lâm báo đi tới trước quan tài Diệp Kế Tông phúng viếng. Lão già này, tôi đã khuyên ông từ bỏ vị trí chủ gia tộc đi, giống như tôi bình thản hưởng thụ niềm vui gia đình. Vậy mà ông lại không chịu, cứ phải nhất quyết giữ lấy quyền lực, đã vậy còn bị một ả đàn bà ép buộc từ bỏ. Người làm chủ gia tộc cũng không phải người ông kỳ vọng. Chết là hết. Cái gì cũng chẳng còn, ông thấy có lỗ vốn không hả, cả đời sống vì gia tộc để làm gì. Rõ ràng khi còn sống, Diệp Kế Tông có quan hệ rất thân thiết với Lâm Báo, nếu không lão ta cũng sẽ không nói ra những lời này. Chỉ là Lâm Báo không hề nể mặt người làm chủ nhà họ Diệp đời tiếp theo là Diệp Mạn. Mặc dù sự thật đúng là như thế, nhưng Diệp Kế Tông vốn cũng đã gần đất xa trời, dù không có chuyện tối qua cũng chẳng sống được bao lâu. Sắc mặt Diệp Mạn trở nên khó coi,
mím chặt môi, tâm trạng cực kỳ sa sút. Diệp Kế Tông chết, bà ta đau lòng hơn ai hết. Hôm nay tôi đến có hai chuyện cần làm, một là phúng viếng ông chủ Diệp. Đúng lúc này, Lâm Báo đột nhiên quay người lại, bình tĩnh nhìn đám người nhà họ Diệp một lượt, cuối cùng nhìn chằm chằm Diệp Mạn. Diệp Mạn chợt có dự cảm xấu, nhíu mày hỏi, không biết chú Lâm còn có chuyện gì cần làm. Khi còn sống, ông chủ Diệp từng đặt ra một hôn ước với tôi. Hôm nay tôi đến để hỏi cưới. Lâm Báo chậm rãi nói. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, hỏi cưới ngay trong tang lễ của Diệp Kế Tông sao? Không biết hôn ước chú Lâm nhắc tới là của ai? Dù cũng rất tức giận nhưng Diệp Mạn vẫn lên tiếng hỏi. Hôn ước giữa cô và con trai tôi, Lâm Thiên Trạch, Lâm Báo bỗng nói. Nghe vậy, đám người nhà họ Diệp đều chết sững. Hiện giờ Diệp Mạn là chủ gia tộc họ Diệp, vậy mà Lâm Báo muốn bà ta gả vào nhà họ Lâm. Rõ ràng, Lâm Báo tới đây chẳng có ý tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.